là nè, quê hương tao là Sài Gòn. Và tao thà để cho tụi mày căm ghét tao. Tụi tao đánh à, tụi nó phá anh tụi mày sống ngu mỗi thêm 40 năm nữa. Tụi nó phá diễn đàn rồi nè đây. Tao không vào địa ngục thì ai mẹ cũng sẽ. Muốn thay đổi đất nước là sai, mẹ cũng sẽ. À tụi nó phá luôn mà. Trả lại cho mình đi tỉnh nha. Giết người bằng mắt bịt miệng, mẹ cũng sẽ. Thảm sát đồng bào tại Huế, mẹ cũng sẽ. Tao đéo chịu làm nô lệ, mẹ cũng sẽ. Ủa nó phá nữa rồi. Mày sẽ sợ bị lột, mẹ cũng sẽ. Tất cả sẽ biết sự thật, mẹ cũng sẽ. Nguyễn Tấn Dũng sẽ trốn đi đâu với tất cả tài sản. Cả đêm phá ghê đó, phá ghê đó, sư huynh nhân tộc. Dân thì ai oán, nước này dạ, ai bán. Biết thằng tham nhũng sẽ phải chết mà không bị bài tán. Gia đình trên không phải không? Những đường sẽ là những đứa bị giết trước. Giết tao hứa sẽ đái vào xác tụi mày mà không cần tiếc nước. Cái tội tụi mày bắt bớ đánh đập người dân vô cớ. Tụi trên ngay từng đồng ăn chặn tụi tao. Mày đổ nợ. Từ ngày mai tao quá sẽ không đưa công lộ một cách nào. Tao không làm gì sai đủ má. Mày đừng có mắt tao vào. Tao không hối lộ. Tao không lộ bị phá anh. Phá anh lên cắt tiếng nói cả là phá liền. Mày đòi tịch thu xe của tao. Tao đéo đưa rồi sao. Mày sẽ bắt tao vào trong đồn. Làm tình làm tội tao. Trả tấn tao như mày đã trả tấn bao nhiêu người khác. Mày sẽ giết hết em. Khiến tóc cười phát. Tao không vào địa ngục thì ai. Mày không sáng. Đừng thay đổi đất nước là sai. Mày không sáng. Đợi nghe hết cái bài này đi. Rồi mời anh. Rồi. Thế kêu nói á, hồi nãy là cái chi võ là hạng đi á. Trời đúng ơi. Rồi, đúng. Chửi còn phải nói là chửi một đó thì có nhiều dùng những cái từ ngữ đúng là văn hóa của tư tưởng của cái người bên kia thế giới. Vào đây thì dễ dàng nói này nói kia. Nhưng mà ngày hôm nay kêu lên muốn nói cho anh Đồng Tàng nói cả anh chị em. Em đây kêu nói nhắc lại nha, anh ông Tàng nhớ cái này rất là quan trọng cho ông Tàng nha. Rồi. Cái diễn đàn này, cái diễn đàn của ông Tàng, anh phải nhớ cái điều này. À, cái diễn đàn này của anh ông Tàng, anh là người phải thật sáng suốt chính trong xác. cái công cuộc này. Nhưng nói như vậy, em kêu đã thấy nha, là như vậy. Ngày hôm nay chắc chắn họ sẽ không đối đầu với anh ông Tàng nữa. Em kêu nói như vậy nha. Họ không bao giờ chửi anh ông Tàng, không đưa ra những diễn đàn để chửi thẳng. Tại vì cái cách chửi thẳng đó, không bao giờ tác dụng. Tại vì họ biết được là không có tác dụng, không có tác dụng. Cho nên ngày hôm nay họ đưa vào những cái, họ sẽ đi thẳng vào trong diễn đàn của anh ta, của anh Đông Tà. Em kêu nói nha, họ đưa thẳng vào diễn đàn của Đông Tà và họ sẽ hướng dẫn dư luận một cách không chắc chắn gì, định hướng và sẽ quăng ra một cái quán bù để cho anh Đông Tà phải biết. Là được nha, đây là vậy. Tại vì đây vậy, họ mượn lời để chửi xéo anh Đông Tà và chửi thẳng các anh chị em của chúng ta đó. Sở dĩ IQ không lên tiếng ba ngày nay là cũng có lý do nha, là để IQ phải ngồi suy nghĩ, xem xét thử họ là ai, tại sao họ lại ngày hôm nay bước vào cái trong diễn đàn và có những cái này cái kia. Thì thật sự nếu mà nói về chính trị thì Hoàng Tôn là tuyệt vời, cũng như là đủ. Còn nếu mà để dạy dỗ những người nào mà nói chuyện mà thiếu văn hóa là cái anh Hải đó, anh Nguyễn Văn Hải rất là hay, rất là hay. Phải, cho nên cái ngày đó đó IQ phải ngồi xuống nghe hai người đó nói là cũng như IQ học hỏi rất là nhiều từ hai người này. Thì như là IQ cũng thích một phần của Hoàng Tôn và một phần của Nguyễn Văn Hải để mình gộp lại hai người đó nhập lại là thành perfect. Anh Hải hiểu không? Cái đó là để cách để mình nói chuyện chính trị hay là mình kêu gọi chính cầu ý là mình cần hai cái người đó. Một người phải đứng ra nói về những cái chiến tranh chính trị thế này thế nọ rất hay. Một người phải dạy bảo cho những người mà đánh phá mình không cần những cái lời lẽ mà nó thô bạo. Còn những người khác ở đây kêu nói, còn những người khác anh phải cẩn thận. Tại vì ngày hôm nay họ như vậy họ vào diễn đàn của anh, họ vào là họ ủng hộ ông tổng thống Đào Minh Quân 60%, nha, 60%. Còn 40% kia đó là họ nói cái gì về cho lợi cho họ nha. Lại nói kêu nói đó là bước tiến đầu tiên. Họ dùng như vậy nha, 60% ủng hộ, 4 dạ 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 đó biên cái nhận 40%. Rồi từ đó từ từ họ sẽ dắt cái chỉ xuống còn 55, 45, 50,
50, rồi từ từ họ sẽ đi, họ sẽ chiếm luôn những cái gì mà họ muốn nói, Dạ, đưa cái chính gì xác, ủng hộ vào xuống thấp nha. ờ. Một điều ấy kêu muốn khẳng định với anh ông Tà và tất cả anh chị em ở đây, nếu người nào nói tôi ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mà không kêu gọi trưng cầu dân ý, đó là giả mạo. Ờ. Một điều khẳng Chính định như xác. vậy. Bất cứ họ gì nói, bất cứ họ nói cái gì đó cả, nói chính trị, chính quyết, chính đen vậy, mà cuối cùng không kêu gọi trưng cầu dân ý, tức là giả mạo. Chính xác. Khẳng định với anh ông Tà luôn, cái anh ông Tà Hiểu nhìn được hiểu rõ tôi nhìn thì đó. được công việc rồi, Để tôi biết đó. hiểu. Đó. Cho nên để cho các anh chị phải nhìn thấy ngày hôm nay họ rất là tinh vi, họ quýnh như cái cách mà chị người bình thường EQ đã thấy rồi nha. Tất cả anh em chúng ta ngoài đây đã rất là ủng hộ, có người nói 100% ủng hộ ha, có người 100% và rất là nhiều người trong chúng ta ủng hộ 100%. Nghe và nghiệm, đó là cái câu nói của chị Ngọc Thu hồi nãy EQ đã thấy. Ngọc Thu Nguyễn đã nói câu đó rất là hay. Nghe và nghiệm, chứ không phải nghe rồi rồi để mình cổ vũ cổ xí nha, không Nghe có. Nghe phải à, nghiệm, nghe phải đúng nghiệm, rồi suy nghĩ lại. à, Nghe xong qua tối rồi tối nằm suy nghĩ, ủa tại sao kỳ ta, tại sao ngày hôm nay lại vậy ta, tại sao người ta nói như vậy. Nghe và nghiệm và coi thử cái lời nói của người ta, họ chửi người khác có chửi mình hay không, cái chỗ đó mà quan trọng nha. EQ EQ đi hồi nãy hôm qua về 2-3 ngày rồi, trong lúc mà lúc đó đó EQ lái đang lái xe, cho nên mà nghe nghe những cái mà EQ nó à thằng nào hay quá ta, hay nói chuyện hay nhưng mà hùng hổ lắm, nhưng mà nghe là phải nghe nghe và nghiệm nha. Nó là như vậy. Ngày hôm nay nó có rất là thì EQ nghĩ anh không ta hiểu biết, nhưng mà đừng có để cho người ta phải định hướng và dẫn dắt và Chính tung một cái xác, quả mù là chúng ta nghĩ nghĩ như vậy là vậy. Không phải đâu, thấy vậy chứ không không thấy phải vậy không vậy, phải vậy cái câu nói đó đó đúng vậy. Ừ. Thấy vậy chứ không phải vậy, không phải vậy đâu nha. Nhất là các anh chị em đang ủng hộ cái nền đặt tay Việt Nam Cộng Hòa. Đây là kêu nói những người nào ấy kêu biết đó. Từ từ khoan đi, khoan đi. Nhìn rõ sự việc nha. Tại vì EQ người nào ủng hộ, mở miệng ra nói ủng hộ cái nền đặt tay Việt Nam Cộng Hòa mà không kêu gọi trưng cầu dân ý là biết có vấn đề là nha, là biết có vấn đề cái đó điều đó. Ừ. Bây giờ bắt buộc cho họ chánh nghĩa, chánh nghĩa đi cỡ nào đi nữa mà họ kêu, họ nói họ ủng hộ, họ cho rằng anh nói sớm giờ quá, anh nói sớm quá là tụi nó thuộc dòng Brunei không, tại rồi. vì không, tại Tụi vì không là nó tại vì vũ nó thì mình nó ai kêu chỉ nói vậy thôi, ai có tật thì giật mình, họ vẫn họ thì để có xem, em nhưng mà tại ơi anh vì kêu nghe là làm như vậy nó ai kêu đã thấy họ đã định hướng được một cái đường đi rồi, và một số anh chị em chúng ta đã có một cái hướng đó rồi, cho nên ai bắt buộc ai kêu phải lên tiếng. Đó là ngày thứ ba thì Đông Tài Hoàng Tôn cũng vậy thôi, tại sao Hoàng Tôn lại bắn ra một phát súng ngày thứ ba, đó là tất cả cái đó đều có hết, tại không muốn để cho nó đem dài lá mỏng. Mấy kia thì nói vậy thôi, kiểu mỗi người chúng ta đều nhận rõ ra điều đó, nhưng mà mong các anh chị phải phải hiểu được như vậy. Tại sao ngày hôm nay họ họ đánh mọi mặt ở trong nước, họ đánh cái nick AQ cũng mạnh lắm, họ quýnh rất là mạnh, và ở ngoài đây họ cũng đánh, ở trong nước cho rằng AQ là gọi là cháu của ông Đào Mạnh Quân thế này thế nọ, còn ở ngoài đây cho là EQ là người cộng sản, là ban tuyên giáo cộng sản là sao. Wow, hai bên nó làm sầm, nó quấn tay tắp luôn đó. Cho nên tại vì EQ không lên tiếng, EQ không nói là có lý do nha, chứ không phải là ấy đâu. Cái gì cũng vậy, các người ta phải nhìn rõ cục chuyện. Những người nào mà kêu gọi chân cờ mà ủng hộ EQ đó rồi, EQ nhìn vào hành động, EQ không nhìn vào cái lời nói mà suôn sẻ, dù cho anh có nói suôn sẻ như thế nào nữa, nói lại thế nào, nhưng ủng hộ anh trưng phải cầu hành ý động như thế, anh anh có tài kêu gọi trưng cầu nghĩ hay không, à, anh có chỉ hay không, anh có kêu gọi hay không, cái chỗ đó là cái quan trọng. Tại vì cái trưng cầu ý là cái cuối cùng để chứng minh rõ, chứng minh cho mọi người biết được mình là thuộc người nào, đang ủng hộ ai, chứ không phải mà chứng minh rồi rồi mà nói ồ bây giờ tôi không thích, tôi lấy lại trưng cầu, tôi không lấy lại lá phiếu nha. Chỗ này nó cũng mắc cười đó, đó là như vậy nha. Tại mình phải đứng ở đằng sau, mình phải nhìn được. Mình phải nhìn được, nhưng mà để cho bị, tại vì nó có rất là gấp rút, mà EQ đảm bảo đây là cái tin bí mật nha, này bí mật. Năm 2019 Tổng thống Trump sẽ giúp nước một Venezuela. nước ở Nam Mỹ nha, Venezuela, nó sẽ gọi là trở thành một cái nước tư bản vào năm 2020. Điều này chắc chắn nha, 99% năm ngàn năm 2020 là sẽ đến Việt Nam mình. Chính xác. Đó đó là đó đó là cái nước thứ hai mà chính ông Trump ông đã nói là ông đã lên tiếng
là hãy đoàn kết lại để chống cái xã hội chủ nghĩa, chống chủ nghĩa cộng sản. Đó là còn một cái nước thứ hai đang gia dẳng ở vùng Đông Nam Á, đó là nước Việt Nam. Mà chắc chắn bảo đảm luôn dạ. Bảo đảm luôn. Ừ. Bảo đảm chứ không phải là đảm bảo nha. Đảm bảo là những từ ngữ của những người bên kia thế giới. Bảo đảm, bảo đảm. Bảo đảm hay là đảm bảo chứng luôn. Bảo chứng luôn. Thì đó là như vậy nha, là năm 2020 là năm dứt điểm. Dứt điểm cho đất nước Việt Nam, tại vì 19 là ông chính phủ Mỹ đã nhường cái năm 2019 này cho một đất nước Venezuela nha, là năm 2019. Năm 2020 là của Việt Nam. Thì tất cả những gì chúng ta hôm nay xuất hiện rất là nhiều nhân vật, có nhiều người nói rất là hay, cái chị giờ sáng cũng nói rất hay. Nhưng mà EQ chỉ muốn nói thôi, những gì ai nói thì nói, các anh chị phải nhìn nhìn rõ được, nhìn nhận cùng việc được, họ có đang chửi mình hay không. Cái chỗ đó EQ muốn nhặt cái gì, họ có đang chửi mình hay không đó nha. Đừng có nghĩ là họ đang chửi mình hay không. Cái chỗ đó rất là quan trọng, mong các anh chị hãy tỉnh ngủ và nhìn ra được họ là ai. Tại vì ngày hôm nay chắc chắn, tại vì ý kia đã thấy rồi, một hai ngày rồi họ đã ngưng cái việc mà đánh đánh thẳng tới anh ông ta rồi, không đánh đâu, không có hiệu quả. Họ thử 3 ngày rồi anh ông ta, 3 ngày là không có hiệu quả, không có hiệu quả, đúng 3-4 ngày không có hiệu quả, cho nên họ phải đổi chiến thuật. Cho nên cũng rất hay, anh nghĩ rồi từ từ sẽ có những cái người mà họ sẽ xuất đầu lộ diện rất là hay, rồi chúng ta sẽ biết được. Một ngày ok, 2 ngày, ngày thứ ba là bây giờ là Liverpool tuy not đã yeah. đúng rồi tinh vi lắm, có nghĩa bây là vào là thẳng luôn người ta nói mà không thể nào chinh phục được kẻ đối phương của mình nếu mình không bước vào nhà đối phương của mình. Đó là như vậy. Ở ngoài mình sủa qua đối phương, mình không bao giờ nỡ mình phục mình, không bao giờ nghe. Mình phải bước vào nhà đối phương của mình. À, rồi lúc đó đối phương của mình mới phục mình. À, mà chúng ta sẽ bị gọi là chết vì những người bạn của chúng ta. Đó, nó lại vậy, kia muốn nói như vậy. Chết vì những người thân cận của chúng ta. Chứ còn những người mà mình đã identify, mình đã nhận định ra là họ là ai, không bao giờ sợ họ nữa. Trên mặt là mình biết họ rồi, không sợ. Nhưng mà những người đang ở bên cạnh chúng ta đó, đâm một cái dao xuân của chúng ta ở đây, còn ngồi ở đây nè, còn ngồi ở đây có. Đó là vì nói như vậy. Nhưng mà không sao, ở đây một người thấy một người thấy một cái chị Ngọc Thu ở đây, chị không bao giờ lên tiếng, nhưng mà chị có nhìn cái nhìn rất là hay. Chị nói không nghe và nghiệm trái ra suốt không đó. Hồi nãy chị viết một cái câu đấy, chị đang lái xe, chị nhìn vào nói wow, hay đó chưa, chị đâu có nói nhiều đâu, chị nói nghe và đó, nghe và nghiệm nha. Khi mà cái là nghe và nghiệm, chứ không phải nghe là để mình cổ xí, để mình ủng hộ nha. Nghe là nghiệm, nghe nghìn nghiệm rồi mình suy nghĩ lại cái đó mà lại. Cảm ơn chị Ngọc Thu nha. Một người không biết Ngọc Thu là ai đây mà lại là có những cái từ ngữ rất là hay, những cái câu nói phải nói là rất là làm cho AQ phải để ý đó. AQ nhìn ở đây nha. Võ quốc về có móng tay nhọn. Cảm ơn chị Ngọc Thu nhiều. Đó, phải gọi là thank you very much. Mọi người bình thường không có lên thấy chị thấy không, cho rõ ràng chúng ta biết được là ở đây có rất là nhiều người chánh nghĩa và rất là thông thái đang ngồi ở đây xem hết những cái diễn biến, gọi là tiếng gọi là năm nay là diễn biến hòa bình đó. Vào đây để nói này nói nọ đó. Thì nhiên không, Ngọc Thu không lên mà vẫn cho chúng ta biết được, cảnh giác được, đó là như vậy. Có ngày hôm nay mà anh ông Tài kia nghĩ thế, anh ông Tài đã thấy rõ cái điều chúng tôi nghĩ là anh kia biết. Thực sự ra đó, Đảng Cộng sản và các cán bộ đảng viên cũng chẳng thương thầy đó. Chứ tất cả chúng ta ai cũng vậy, cái điều cần thiết nhất, ai bước vào diễn đàn nói tôi ủng hộ ông Đặng Quân, ủng hộ tổng thống Đặng Quân, bắt buộc phải kêu gọi trưng cầu lý. Đó là cái điều là bắt buộc trong diễn đàn. Anh nói anh ủng hộ, anh không có kêu gọi trưng cầu lý tức là anh không phải ủng hộ nè. Xin lỗi cái điều đó chắc chắn 100%. Tại vì cái ủng hộ ở đây là mình phải ủng. Ngày hôm nay cái bên chính phủ họ đưa ra cái gì? Trưng cầu dân ý. Một cái điều kiện, một cái sự kêu gọi, một cái sự cần thiết là trưng cầu dân ý. Mà anh bước vào diễn đàn, anh không kêu gọi trưng cầu dân ý thì anh nói anh ủng hộ như thế nào?
không có. Biết bao nhiêu người diễn đàn bên kia cũng vậy, nói tôi là người ủng hộ, tôi là người ủng hộ cho chính phủ, mà chưa bao giờ hướng dẫn hay là chỉ dẫn người dân chương cầu như thế nào. Rồi cuối cùng họ làm sao? Họ quay nói rồi bây giờ cho luôn ông Đào Minh Quân là ông Đào tập trung là thế này thế nọ. Đó, rõ ràng không? 4 ngày thôi. Bốn ngày sau. 4 ngày thôi, có 4 ngày thôi là đã quay ra hết luôn cả đám luôn, cho rằng bây giờ không còn là anh ông Tàng nữa, mà quýnh luôn thẳng lên cả chính phủ, rồi quýnh thẳng ông Đào Minh Quân rồi, thấy chưa? Bây giờ rõ ràng luôn. Tao cái áo nữa. Đó, thấy chưa? Thì có rõ ràng cái gì, thấy rõ ràng chưa? Đỡ, anh đang kêu trình bày đây, đỡ em ra. Anh nói, nói. Em lấy cái áo. Nó. xin lỗi chị Ngọc Thu nha, không phải, tại vì rất là thích cái câu nói của chị Ngọc Thu là nghe và nghiệm, chứ không phải là để cố tình gì hết. Nếu mà có thì xin các chị đừng có chiếu cố Ngọc Thu nha. Đó thì rõ ràng đó nha nha. Tất cả chúng ta ở đây đều, mọi người đều, nếu mà ủng hộ cái nền Đại Nam Việt Nam Cộng Hòa là chắc chắn phải ủng hộ cái lá phiếu trưng cầu dân ý. Đó là một điều kêu nói không thể nào mà không kêu gọi trưng cầu dân ý mà lại nói là ủng hộ chính phủ được thôi. Cái đó là chỉ có một cái gì đó đằng sau thôi. Mong các anh chị hãy tỉnh táo chút xíu. Và kêu nói chút xíu về cái anh Hải, anh Nguyễn Văn Hải ngày hôm qua. Ngày hôm qua anh Nguyễn Văn Hải công nhận những cái cách mà gọi là dạy bảo của anh Nguyễn Văn Hải nó rất là hay. Phải khâm phục. Khâm phục anh Nguyễn Văn Hải, anh Long Tà và tất cả anh chị. Anh Nguyễn Văn Hải nói chuyện rất là hay, những cái từ ngữ của anh nói mà không cần phải đá động trong một ai. Đây. Nhưng mà nói chuyện phải nói phục, hay kêu phục anh Nguyễn Văn Hải đó. Anh đó là một người để đó thấy chưa? Và Long Tà thường hay đi chùa để mà mặc, thì tổng thống Đàn Quân ông cũng có một cái áo giống y xì vậy. Mà ông là một tính. Phải không? Mà tại sao nó nói ổng là người tàu này nọ tùm lúc rồi là đây easy luôn, có khác gì đâu, đúng không? Chắc easy luôn, đúng tụi rồi. Nó là cái tụi này nó môi móc ra từng chút, cái đây là cái áo để mình đi chùa chứ không có gì hết. Đó thấy mình chưa, là phải đó. Chứng minh. Đó thì cái chuyện đó thì đã nói rồi, thì nó 4 ngày thôi, 4-5 ngày là thấy là họ đã quýnh thẳng lên cái nào là mình biết rồi, cái kia nói trước, đúng không? Mình đã nhận định trước lúc đầu, một ngày đầu tiên đó, không, tôi không bao giờ đánh phá chính phủ, tôi chỉ đánh cá nhân anh ông Tà thôi. Ngày thứ hai, các chị đừng có trưng cầu dân ý, đừng có gửi qua nhà của anh ông Tà, vì trong nhà nó toàn là cộng sản rồi. Có gì thì tôi chỉ các anh chị trưng cầu dân ý thẳng luôn trên mạng. Ngày thứ ba đừng trưng cầu dân ý nữa, cái chỗ này nó nghi nghi lắm, sao đừng có trưng cầu, bỏ hết. Ngày thứ tư quýnh thẳng luôn ông Đào, luôn gọi ổng tên này tên nọ, thấy chưa? Rõ ràng phải nói là họ đi từng bước, rồi xong 4-5 ngày đó nó không work. Nó không có work anh ông Tà, cho nên họ đổi đi cái chiến dịch, họ đi theo con đường khác. Họ đi theo con đường khác, thôi bây giờ quấn thẳng không được, bây giờ mình phải vô để kết bạn, để mình quấn sâu lưng, mình đâm sâu lưng. Chơi cái kiểu này mới độc chứ, để đâm sâu lưng. Để tung ra một cái quả mù đó để mình cũng ủng hộ. Đúng, tôi thấy anh này là tốt. Tôi thấy là tốt. Mà 3 ngày rồi AQ đợi. Cái gì đó Phú Trọng. AQ đợi 3 ngày rồi AQ đợi. Đợi thử. Họ có kêu gọi trưng cầu được ý sao? Chưa nghe. Cho nên AQ phải. Chưa nghe. Cho nên AQ phải nói. AQ bắt buộc hôm nay AQ phải lên nói. Để nói thôi. Kể đi. Tại biết sao là chi vỡ live mà để nói về. Về AQ không? Tại vì bị quê rồi, bị dạch mặt rồi. Phú Trọng hiểu tại sao không? Chi vỡ bước vào diễn đàn nói như vậy. Nói là không nên chửi, tôi đâu có chửi đâu. Tại sao phải chửi? Chửi đâu có giải quyết vấn đề đâu. Cái chị bước vào nhà của Chi vỏ, bước vào nghe những cái livestream của họ nói. Họ chửi còn hơn là còn dê kêu nữa, còn khét tiếng nữa. Mà ngụy quân tử mà cho rằng là thầy tu tào lao. Chửi phải nói chửi không còn một cái gì mà để nói nữa. Mà nói là chửi có giải quyết được vấn đề gì không? Thấy rõ ràng không? Cho nên để, tại vì kêu không muốn để Chi Võ vào trong đây mà ngồi sủa bài mà nói, cho nên kêu lên để kêu lên tiếng một cái là Chi Võ là coi như xong, biết rồi. Đó là Hà Mi. Hà Mi đó, đúng không?
đó biết Hà My đó, Hà My đó, Hà My đó, Hà My là một vị đó. Thank you Phú Trọng em. Hà My đó. Vào đây bày đặt giả giả đò nói này nói nọ thì ai kêu mong ai kêu mong là Hoàng Tôn và anh Hải Nguyễn nếu có thể được hai người hai anh đó giúp cho diễn đàn Anh Ông Tà nó thêm một cái sức mạnh, một người nói về bên chính trị, một người để diễn giải cho những cái gì người dân trong nước chưa hiểu, những cái tình hình kinh tế xã hội trong trong nước, giáo dục y tế hay là an sinh xã hội, thì Hoàng Tôn sẽ nói về vấn đề này rất là thông thông thái. Còn những người nào mà lại cố tình đánh phá thì anh Hải Nguyễn sẽ vào phải dạy dỗ những cái lời anh nói ngày hôm qua kêu họp và nói là tuyệt chiêu, rất là hay, một người rất là hay. Mong là Hải Nguyễn, anh Nguyễn Văn Hải tham gia diễn đàn nhiều, rất là hay. Thì cái diễn đàn Anh Ông Toàn mà có hai người này thì coi như một người đứng bên tả, một người đứng bên hữu, thì chắc chắn không bao giờ người nào có thể đá động được vào cái diễn đàn này. Đó. Rất là hay. Hôm nay chắc là Hoàng Tôn bận cho nên chắc là mỗi lần mà Hoàng Tôn muốn lên thì em phải mở sớm trước một tiếng. Ngày nào mà Hoàng Tôn em nó muốn lên thì em phải mở 8 giờ sáng. Còn em nó không lên thì em mở 9 giờ, 8 rưỡi, 8 giờ 45 vậy. Thôi. Minh Châu và Sáu Nguyễn những cái gì mà nhắc tới cá nhân mình không để ở đây, mình không nói chuyện ở đây gì được, mong mong các anh chị như vậy. Mình cái gì đó nó đến nó sẽ đến nha. Cái những gì Hoàng Tôn nói là IQ đã giải thích rồi, đó là cái bẫy để ba để dân ra đã bắt được cái bọn này bỏ vào rọ, biết được họ là phần nào, họ là ở đây. Thì đó các anh chị thấy không, có 5 ngày thôi là họ đã lộ mặt, họ đã mai họ quýnh thẳng luôn, thẳng lên tới ông Đàm Văn Quân, quýnh thẳng rồi đó, có 5 ngày thôi rồi, rõ ràng chưa. Đó là một cái thôi, một cái bẫy dân ra thôi là bắt họ rồi, là biết họ rồi. Cho nên hôm nay họ đã biết rồi, họ im. Cho nên đó, cho nên họ hôm nay họ đã đổi đi chiến thuật. Thì đừng, mình đừng có nên nhắc những cái gì ở đây, những cái gì mà liên quan tới thầy Thích Thông Lai cả, đối với kiêu nghị. Giáo viên mình không nên, tại vì mình nếu mình đưa những cái chính trị mà đưa những cái tôn giáo vào thì chắc chắn nó sẽ có gây ra cái nhiều cái ấy đây, cho nó ấy đây, mình không nên. Cái đó là mong mong là cái chuyện như vậy. Thiên Di 2020 chắc chắn như vậy. Thì 2019 là năm để cho một đất nước ở Nam Mỹ, một cái chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản sẽ trở thành một chủ nghĩa tư bản. Anh ông Tài dạ, là dạ, 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 dạ. Còn năm năm sau, năm 2020, đất nước Việt Nam sẽ trở thành một chủ nghĩa tư bản. Chắc chắn điều đó, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Đó là những tin mật nha, tin mật đã được chuẩn bị. Và những cái gì trong chính phủ đã có những cái mâu thuẫn, cái hậu thuẫn ở đằng sau, họ đã có hết rồi nha, từ 28 năm nay rồi. Tại sao lại đẩy mạnh cái phiếu trưng cầu dân ý là như vậy, Thiên Di và tất cả các anh chị em. Cho nên chúng ta cũng không cần phải đá động hay là một cái gì đối với những người khác cả, những tổ chức khác chúng ta không cần nữa. Tại vì tất cả những cái này đã được ký kết nha, đã được ban hành. Đã được ban hành rồi, đã được ban hành rồi, cho nên có một cái ngày đã nói rồi, ngày 25 tháng 9 2018 khi mà ông Trump ông đã ra Liên Hợp Quốc, ông nói những câu gì, những cái câu đó đã đi vào lòng người. Ông đã nói chủ nghĩa xã hội như thế nào, nó tồi tệ như thế nào, rồi chúng ông kêu gọi tất cả các nước đồng minh của Mỹ, tất cả những cái nước dân chủ, tự do dân chủ, hãy liên kết và chống chủ nghĩa xã hội như thế nào, chủ nghĩa cộng sản như thế nào. Thì cái đó là cái đèn xanh để cho cái bên chính phủ đi, để cho bên chính phủ và những người nhà ta Việt Nam Cộng Hòa, hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hiểu được Mỹ nó đang hậu thuẫn ở đằng sau đó, đó là như vậy. Và nó đi từ từ, tại khi mà ông nói ông phải triệt tiêu chủ nghĩa cộng sản, thì các anh chị thấy ở trên thế giới này còn bao nhiêu cái nước chủ nghĩa cộng sản nữa. Tại Nam Mỹ này, tại gọi là backdoor của thằng Mỹ, nó có một cái nước này đang hiện ra đúng không, là Venezuela đúng không, là nó đã có, thấy không, là ổng diệt liền, thấy chưa, ổng tiêu diệt liền. Đó là như vậy.
đó là như vậy. Đó còn còn một cái nước ở Đông Nam Á nữa là nước nào, chỉ có Việt Nam thôi. Còn Lào, Campuchia thì mình không nói được những họ cái cách của họ làm chủ nghĩa cộng sản, nhưng mà họ đi theo luật tư bản, họ họ yếu lắm, họ không có cái gì gọi là ảnh hưởng cho cái nền mà gọi là tuyên truyền của cộng sản cả. Chỉ có Việt Nam mình, tại người Việt Nam mình cái lòng nhiệt huyết và cái lòng mà quật cường của người Việt Nam là rất là mạnh, và đồng thời mạnh thì mạnh có, nhưng mà lại cái sự mà bị gọi là điên cuồng hay là tin tưởng vào một cái gì đó hay là bị dẫn dắt cũng rất là nhiều. Đó, người Việt Nam mình như vậy, ở trong nước là như vậy. Cái gì cũng nhất hết á. Gọi là đánh ngoại xâm, gọi là ý chí quật cường cũng là nhất, cái gì cũng nhất á, mà lại đi lại gọi là bị dẫn dắt bị những kẻ trên lợi dụng cũng nhất, cái gì cũng nhất hết là cái chỗ đó. Nếu các anh chị muốn nhắc tới thầy Thích Thông Lai, anh Gió Đông đã nói như thế này: thầy Thích Thông Lai cũng đã ký đặt mặt Hồ Chí Minh, không lo lắng nhiều về thầy Thích Thông Lai. Thì các anh chị nói, nếu anh chị nào có nghe thầy Thích Thông Lai nói cách đây 1-2 ngày, anh nói như thế nào, thầy Thích Thông Lai nói như thế nào, mọi người đã đặt một câu hỏi cho thầy nhé, hỏi thầy là ai hay là chính phủ nào đó, rồi thầy có ủng hộ ông Đào Anh Quân hay không, hay là ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời hay không, thì ông thầy Thích Thông Lai nói như thế nào? Ông nói là chắc chắn Mỹ sẽ đưa một chính phủ từ Mỹ về Việt Nam, điều đó là chắc chắn. Đó thì đó là nó sẽ mở ra cho các anh chị biết chính phủ nào ở nước Mỹ này, ai là một chính phủ và ai là đang làm điều đó, đã và đang làm điều đó. Thì cái đó như vậy thôi. Thầy Thích Thông Lai không muốn đi sâu vào vấn đề. Thầy chỉ nói cái đó là tại vì thầy không muốn nói ra một cái thì tất cả chúng ta đều, những người nào thí dụ như theo thầy mà không ủng hộ cái nền đại tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ có những cái bất đồng ý kiến, đúng không? Thì sẽ tranh ra những cái không hay. Cho nên thầy Thích Thông Lai không bao giờ trả lời thẳng cho các anh chị biết. Cho nên đừng bao giờ mà kiểu mà lợi dụng thầy Thích Thông Lai nói cho rằng các anh chị là đệ tử của thầy Thích Thông Lai ha, là vào đây rồi tuyên truyền những cái là gọi là kích tướng ha, để cho người để cho anh em Việt Nam Cộng Hòa, nhất là người ủng hộ cái nền đại tam Việt Nam Cộng Hòa phải có những cái suy nghĩ khác. Đừng bao giờ, tại vì thầy, nếu mà thầy Thích Thông Lai là một người tu hành, đúng chưa, nếu thầy nhìn nhận sự việc, thấy một sự việc nó đi sai đường là hướng, thì chắc chắn thầy không bao giờ ủng hộ, đúng chưa? Thầy Thích Thông Lai không bao giờ ủng hộ và chắc chắn thầy sẽ lên tiếng, cái điều đó là điều hiển nhiên. Nếu thầy không lên tiếng, đó là thầy muốn bảo vệ cho một cái chính nghĩa, bảo vệ cho một cái chính phủ nào đó đã được chính phủ Hoa Kỳ chọn và đưa về Việt Nam, đó là như vậy. Còn đúng vậy, thì cái đó là sự tế nhị của thầy Thích Thông Lai, cho nên các anh chị đừng bao giờ lợi dụng vào những cái câu nói của thầy Thích Thông Lai, là lợi dụng vào tôi là đệ tử của thầy hay là tôi theo thầy, tôi ủng hộ thầy. Chính thầy không bao giờ nói điều đó, và chính ông Đào Minh Quân cũng vậy, ông không bao giờ che chấp tất cả các tổ chức nào. Các chị phải học đi, không bao giờ che chấp ai. Các chị đấu tranh là quyền của anh chị, đừng bao giờ nghĩ là mình là cái tổ chức của mình hay là người đấu tranh của mình là hơn người ta rồi cứ đi dèm pha này nọ, không có. Hai người đó không bao giờ nói, cái đó là cái sự như vậy, mình phải hiểu nha. Mong các anh chị thấy phải noi theo gương đi. Thầy Thích Thông Lai cũng đâu có nói gì cái tổ chức khác đâu, không có. Mà các anh chị cứ cho rằng thế này thế nọ, rồi bên ông Đào Anh Quân cũng đâu có nói gì đâu. Ai kêu đứng lên giữa, ai kêu nói, đó là nói thiệt tình cho các anh chị thấy. Đừng có lợi dụng những cái nhân vật đang được người cộng đồng mạng gọi là ủng hộ, và chính phủ Mỹ, chính phủ Hoa Kỳ đang gọi là đã chọn lựa sẵn rồi đó. Thầy chính miệng thầy Thích Thông Lai đã nói chắc chắn 100% sẽ có một chính phủ từ Mỹ về lại Việt Nam, đã tái lập lại nền đại tam Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó là điều hiển nhiên nha. Cho nên mong các anh chị đừng có đánh phá nữa, chúng ta hãy cùng nhau mà góp sức đi. Anh chị nào bên thầy Thích Thông Lai thì cứ, nếu các anh chị thấy thầy Thích Thông Lai làm những cái gì bổ ích cho đất nước Việt Nam thì cứ đi theo, đừng đánh phá, đừng có giữ hơi vào thầy Thích Thông Lai rồi nói là ai mà đụng tới là tôi sẽ nảy thế nọ. Rồi người ta chưa đụng, người ta đã dăng một cái bẫy thôi là các anh chị đã đánh phá luôn cả ông Đào Minh Quân rồi. Thấy rõ ràng rồi, thấy chưa, thấy rõ ràng không, những cái thành phần này không, rõ ràng chưa?
tại sao thật sự xin lỗi hôm nay kêu nhắc tới anh Henry Bành, tại sao anh Henry Bành đã chọn đúng cái con đường? Henry Bành đã biết được nha, tại sao phải rút lui, không muốn không muốn ngồi đây và nghe những cái người bị người kia lợi dụng lôi thầy Thích Thông Lai ra để cho Henry Bành phải gọi là bào chữa, không có, không có, không có, không có thiệt. Các kỹ đã biết được là phải rút lui, chắc chắn Henry Bành phải rút lui là như vậy, cho nên mình phải suy nghĩ một chút coi đi họ là ai. Nhất là ấy kêu nó rồi, nếu họ thật sự mà muốn ủng hộ mình là bắt buộc họ phải kêu gọi trưng cầu dân ý. Đó là điều cái điều mà quan trọng nhất, nhìn phải nhìn nhận ra được ai là ủng hộ thật sự, ai là người của người Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Muốn thật sự đem cái nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa về là phải gọi, là phải kêu gọi trưng cầu dân ý, ủng hộ trưng cầu dân ý, kêu gọi trưng cầu dân ý, và chính họ cũng phải trưng cầu dân ý. Đó là cái điều như vậy. Đó là đối với kêu nhìn như vậy. Kêu mấy có thể kêu nhìn một cái sự việc sai, nhưng mà kêu đó là cái những gì kêu muốn nói để cho các anh chị nhìn thấy rõ. Chứ ông tổng thống Đoàn Quân ông hay nói nhìn vậy chứ không phải vậy, nhìn vậy chứ không phải vậy. Ông nói hoài á. Cái chị nào mà vào trong phòng họp FCC đó không hay nói câu đó. Nhìn vậy chứ không phải vậy. Nhớ đừng bao giờ đem những cái gì mà lợi dụng vào gọi là những cái người gọi là người mà gọi là mình ái mộ, mình hâm mộ gì đó, rồi lợi dụng vào những cái hào quang của những người đó, rồi mình đi đâu mình cũng tung xưng là tôi là những này thế nọ, rồi cố tình đánh phá nền là trang Việt Nam Cộng Hòa. Không có đâu, không được đâu. Tại vì cái diễn đàn này không những anh ông tài thì anh nhiều khi anh ngồi anh ấy thật sự anh cũng suy nghĩ trong lòng anh biết chứ, nhưng mà anh nhiều khi anh cái tế nhị và anh cũng không muốn nói ra. Như vậy rồi em không muốn nói ra thôi, nhưng mà IQ là khác, nhưng mà IQ là khác, tại vì IQ và Hoàng Tôn là khác. Các anh chị nói có thể 1, 2, 3 ngày nói đi, nói tất cả những chị muốn nói đi, rồi tới phiên tôi phải lên nói, rồi lúc đó thì các anh chị cứ tiếp tục. Đó là như vậy. Mà tất cả gì chúng ta ủng hộ là chúng ta không nên đi theo con đường giống như họ, không nên con đường đánh phá, mình chỉ có phản biện lại những cái gì họ vu khống và chụp mũ đó, mình họ vu khống và chụp mũ thì mình phản biện lại, còn mình không cần phải đánh phá họ. Tại vì đã nói rồi, chính phủ Hoa Kỳ họ đã chọn sẵn rồi, họ đã chọn một chính phủ sẵn rồi, các chị nhớ đến điều đó. Tại sao cái nước Venezuela mà ngày hôm nay họ được sự ủng hộ, các chị có biết không? Một năm trời họ không có ai, người ở trong nước không có ai mà gọi là đứng ở đằng sau mà ký kết những cái giao kèo để cho Mỹ thấy được là họ không phải là rượu cũ mà bình mới. Cái chỗ đó mà là quan trọng. Họ cứ nghĩ là lòng dân là trên hết, đứng lên thì Mỹ và Liên Hợp Quốc sẽ nhảy vô. Không có đâu. Nhảy vô để làm gì? Nếu tôi giúp anh giúp anh thì anh cái đất nước của anh sẽ có được gì? Anh sẽ cho người dân được tự do hay không? Anh có những chính sách anh rồi. Có điện thoại được chưa? Vẫn còn nghe rõ. Đó, thầy đó, anh có chính sách gì không? Không có thì sao mà bắt tôi phải vô giúp anh? Cho nên một năm trời, một năm mấy, Mỹ nó đứng ở ngoài nó nhìn nó coi thử sao. Người dân có thật sự có những cái chiến lược hay không? Hay là chỉ trong lúc mà gọi là bất đồng với lại những cái chính sách của chính phủ Venezuela thì lại đứng lên để là phá hoại? Không có chính sách, không có sách lược, Mỹ nó không chịu, nó không giúp. Nó cần một nhân tài, nó cần một người thật sự đứng lên để đảm nhận cái chức vụ đó. Thì họ chọn ai? Họ chọn một nhân vật rất là trẻ. Đây là những cái, nếu chị đọc cái lý lịch của ông này, Juan Guaido, ông là ai? Không phải ông mà rất là trẻ nha, dưới 40 tuổi nha. Ông đã từng học cái đại học ở Mỹ này ha, từ Mỹ đưa về nha. Yes, đó Washington DC đó, từ đại học đưa về nha. Các chị biết được điều đó, chắc chắn như vậy. Phải có những người được đào tạo từ từ Mỹ để đưa về để thành lập đại đất nước, để tạo lại, gọi là cho đất nước một cái kiến thức gì mới, thay đổi một đất nước, là cần phải có người học, một phải có một người đầu óc từ Mỹ nha, từ Mỹ mà ra, chứ không từ nước khác đâu, từ Mỹ mà ra. Thì các anh chị đã hiểu rõ tại sao lại cần một cái chính phủ ở tại Mỹ. Đó là như vậy, đó là trả lời cho các anh chị biết nha. Và chính thầy Thông Lai cũng đã xác nhận được điều đó.
chắc chắn Mỹ sẽ đem một chính phủ từ Mỹ về Việt Nam. Điều đó là điều hiển nhiên. Điều hiển nhiên. Thì mong các anh chị ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời, ủng hộ. Bây giờ đừng có nói ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam thời, ủng hộ nền đại tái Việt Nam Cộng hòa. Okay? Ủng hộ tự do dân chủ cho người Việt Nam. Ủng hộ chương trình mình đi đúng. Đó đúng như vậy. Tại vì chương cầu dân ý đó không có phạm pháp. Luật pháp Việt Nam họ đã cho người dân được chương cầu dân ý rồi. Ngày 1 tháng 7 2016. Tiếng Việt ở Việt Nam gọi là dân chủ trực tiếp. Đó là dân chủ trực tiếp. Đó là cái hiến pháp đã quy định cho công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được cất lên, cất lên cái tiếng nói, được bỏ một cái lá phiếu trưng cầu dân ý về cái vấn mệnh và tình hình xã hội của Việt Nam. Nếu cái nào đó họ bất bình, họ thấy chưa có hoàn chỉnh, họ cần cất lên tiếng nói là họ có quyền làm điều đó. Nha, họ có quyền làm điều đó. Thì cái đó, cái luật đó đã ban hành rồi, cho nên không có vi phạm vào bất cứ một cái luật nào ở Việt Nam cả. Chương cầu dân ý không có tội. Chương cầu dân ý không có tội. Thì cái diễn đàn của ông Tài, chỉ còn lại một cái diễn đàn của ông Tài, tôi thấy ngày hôm nay nó tụ tập rất là nhiều người chánh nghĩa, nhiều người nói chuyện rất là thông thái về mọi mặt. Muốn chính trị cũng có, giờ muốn phản biện cũng có, mà phản biện với một cách gọi là có khoa học, có văn hóa cũng có, mà muốn phản biện không có văn hóa cũng có luôn. Giờ muốn nói chung muốn cả nào cũng có. Đủ đồ chơi. Đúng, đủ đồ chơi đó. Đủ đồ chơi, cái gì cũng có hết. Cho nên nhưng mà cũng không kém thành phần vào đây để lợi dụng diễn đàn của anh ông ta để chửi xéo các anh chị em chúng ta, chửi xéo những người chúng ta, cũng không kém chắc chắn được. Họ chửi xéo mình thì không sao, nhưng mà đừng có đụng chạm tới đời ta như nào còn quen. Đúng, đúng, thì đó, nhưng mà ý đó là thì đó, ý trọng tâm cho nó đó, đúng không? Họ đúng. Chửi xéo thì không sao, nhưng mà đừng có nhưng mà chắc chắn như nào còn quen là sẽ bị ngay, sẽ bị ngay. Chắc chắn nghe. sẽ không lọt qua được con mắt của Đông Tài lão tử. Quan Diệt Sư hả? Không thể nào mà lọt qua con mắt của Quan Diệt Sư, phải không? Quan Diệt Sư đã từng tu luyện ở đảo Đào Hoa đã biết bao nhiêu năm rồi. Không thể nào mà qua mắt được. Chân kinh trong đây rồi. Thì đó. Đó thì đó, AQ chỉ lên nói tại vì IQ rất là bận về công việc và có nhiều cái project lắm IQ phải làm, cho nên IQ thấy những cái gì đó nó hơi ngộ ngộ lạ lạ. IQ lên đây chỉ muốn đóng góp một phần gì đó, mong các anh chị hãy xem lại, nghe và nghiệm. Đó là câu nói hai câu này IQ nghe và nghiệm. IQ học được hai câu này thì nhớ nghe và nghiệm các anh chị ạ. Nghe và nghiệm nha. Còn những anh chị nào mà đang ủng hộ cho chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời ngày hôm nay, IQ mong một điều: không những các anh chị không nên đi các diễn đàn khác mà comment, mà đánh phá người khác, mà khi vào diễn đàn này đừng bao giờ nhắc tới cái tên thầy Thích Thông Lai để cho người ta có cơ hội để đánh phá chúng ta. Em chỉ mong một gì thôi, tại vì các anh chị làm như vậy á, là chắc chắn người ta sẽ đưa ra cái gọi là về tô tín ngưỡng đó, rồi họ quýnh. Mà khi họ quýnh cái này là họ rất là dơ bẩn. Mong như vậy. Cái điều đó anh ông Tài nên hiểu, anh ông Tài hiểu. Ai đó mà có nói thì anh ông Tài phải ngưng họ ngay, đừng nghiêm. Họ có thể nói họ có thể nói bất cứ những cái gì ở diễn đàn của họ, họ nói gì bất cứ, nhưng bước vào diễn đàn anh hãy là anh phải ngưng họ liền. Thấy những cái gì mà nó cứ dai dẳng ngoài, cứ nhắc tới vô là phải ngưng, không nên. Và gài game, tại vì chắc chắn họ rất là tinh vi. Mong là như vậy. Mình EQ nói một lần nữa, nếu các anh chị nào nha giờ cho là đang gài game, đang đóng một vai trò gì đó của những cái thành phần khác đây, mà bước vào trong diễn đàn của anh Đông Tà mà nói là tôi ủng hộ ông Thủ tướng Đàm Quân, ủng hộ nền đại tái Việt Nam Cộng Hòa, mà không trưng cầu dân ý, tức là cái gì? Không phải cái gì giả mạo. Nên học lại, làm lại. Ok, nếu mà làm á, mà muốn vào đây á, là phải cho nó hoàn chỉnh một chút. Kêu gọi luôn trưng cầu dân ý, phải hy sinh một chút đi. Vì cái tổ chức của mình, vì cái gì đó nhiệm vụ của mình vào đây thì phải làm cho tròn nhiệm vụ, kêu gọi trưng cầu dân ý đi, hy sinh cái chỗ đó đi, nên kêu gọi để cho người ta không có thấy được nha, không có thấy được. Chứ đừng cái làm mà thiếu cái trưng cầu dân ý là chắc chắn là thiếu một cái gì lớn lao lắm.
Tại vì cái ủng hộ đền đại tán Việt Nam Cộng Hòa mà không có trưng cầu dân ý là không có nền đại tán Việt Nam Cộng Hòa. 28 năm rồi. Ha? Nền Việt Nam Cộng Hòa, đại tán Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có kêu gọi cái nào khác ngoài trưng cầu dân ý không? Có một cái một thôi. Một lời kêu gọi trưng cầu dân ý thôi. Mà các chị vào đây, các chị không nói được tiếng trưng cầu dân ý thì làm sao các chị nói được là chị đang ủng hộ nền đại tán Việt Nam Cộng Hòa. Không có. Kêu. Đối với kêu không có. Rất là cao minh. Thank you. Không có. Không có. Không có. Tại bắt buộc các anh chị bước vào đây. Nếu các anh chị nào, cái đó là một cách để cho các anh chị hiểu được. Nếu anh chị làm cái chuyện gì đó ở đằng sau, bắt buộc các anh chị phải ngậm đắng nuốt cay. Phải cắn răng mà chịu kêu gọi chân cầu dân ý. Mặc dù các anh chị không muốn, bắt buộc các anh chị phải làm. Đó là cái điều bên chính phủ cũng đã làm. Tại sao bắt các anh chị phải gạch chéo mặt Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông? Đó là cái điều như vậy. Nếu các chị là nằm vùng thì các anh chị phải ngậm đắng nuốt cay, phải cắn răng mà đạp mặt che giờ dân tộc. Đó là cái chỗ đó. Thì cái đó là cái gì lớn lao của bên chính phủ. Còn nhỏ nhoi giống như là diễn đàn của anh Đông Tà, bước vào diễn đàn của anh Đông Tà mà kêu gọi chân cầu dân ý là bắt buộc các anh chị bước vào diễn đàn của anh Đông Tà mà nói là ủng hộ nền đại tam Việt Nam Cộng Hòa, ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là bắt buộc các anh chị phải kêu gọi chân cầu dân ý. Anh không kêu gọi chân cầu dân ý là tôi biết anh lại. Đó là như vậy nha. Chính xác hai cái đó là để cho các chị biết nha. Chỉ có hai cái đó là anh vào đó là gì, anh vào trong chính phủ là anh phải làm cái gì lớn lao hơn, anh phải đạp mặt chơi và dân tộc. Anh bước vào phòng của anh Đông Tà mà nói anh ủng hộ là anh bắt buộc phải kêu gọi chân cầu dân ý. Anh không kêu gọi chân cầu dân ý, anh không ủng hộ nền đại tam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là rất là thiết thực như vậy nha. Đúng vậy đó. Và anh có thể nói dây dưa gì đó, anh cho là người có học thức dọc gì đó không cần biết, anh nói hay nói dở hùng hổ hùng mạnh gì không biết, anh phe nào không cần biết, mà anh bước vào mà anh không kêu gọi chân cầu dân ý là chắc chắn anh không phải là người ủng hộ. Dám đảm bảo một câu như vậy. Tại sao kêu mấy tháng này kêu không có cái diễn đàn nào không nhắc cái chữ chân cầu dân ý hết. Đó là đúng rồi. Đó thì mong các chị chúng ta, nhất là những người đang ủng hộ bên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, có cái logo của bên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, không nên đi các diễn đàn và không nên cho người ta thấy được là mình gọi là dùng những cái từ ngữ này thế nào, mình nên kiềm chế lại hơn, mong các anh chị nha. Còn những người nào mà cố tình vào đây thì chắc chắn không thể nào qua mắt được. Đấy, không thể nào qua mắt được chúng ta ở đây. Rất là nhiều người kêu vẫn là theo dõi hàng ngày, cho nên nhiều kia thấy một cái gì đó thì kêu phải gọi sit back and suy nghĩ lại cho thời gian hai ba hai ngày kêu ngồi suy nghĩ, coi xem xét lại, coi lại từng lời nói của người ta, coi thử người ta nói chỗ nào, tại sao người ta nói như vậy. Từ đó IQ mới đưa ra cái kết luận cho IQ, chứ không phải IQ không nói liền. Tại sao IQ ngày đầu tiên IQ không nói, ngày thứ hai IQ không nói nha. IQ phải đợi, IQ phải xem xét lại. Từ từ đó là thời gian IQ không lên tham gia diễn đàn, IQ phải xem xét lại để quan sát thử làm sao, họ là ai, tại sao như vậy. IQ mới đưa ra một cái kết luận cho bản thân IQ, là IQ nói ra đây thôi, chứ không phải là IQ định hướng cho các anh chị nha. Mong là các anh chị như vậy, IQ sẽ đưa ra đó là những cái nhìn của IQ. Nếu các anh chị nào thấy nó đúng thì các anh chị áp dụng, các anh chị này thấy không đúng thì tùy ha, tùy. Còn không nên mà đả kích mà đi diễn đàn này diễn đàn khác cho rằng người này nói chuyện dở, người này nói chuyện dai dài dán dản dở gì ngu si gì, không nên. Cái đó những cái chiêu trò ly gián đó, nó xưa rồi Diễm, xưa rồi tám, bây giờ có Diễm nữa, có chị Diễm xưa xưa rồi tám, thiệt xưa rồi. Ai cũng có cái ưu điểm, ai cũng có khuyết điểm, nhưng mà cái nào mạnh thì đó là mình cái nơi mình đưa ra để mình nói. Một người có một cái mạnh riêng, ai cũng vậy thôi, siêu và tán. Cho nên cái chuyên trò mà ly gián đi diễn đàn này chọt còn cái, đi diễn đàn khác chọt cái là siêu rồi, không có đâu, siêu như đất. Mà rất tiếc, mà nói thật anh ông Tà ngồi cười cười vậy hồi xưa á, anh ông Tà có loại chửi nóng nảy, thì cái đó là cái sự gọi là nóng nảy cái chỗ đó, cái lúc đó thôi. Như ngày hôm nay anh chị để ý đây, cái cách anh ông Tà làm vậy không bao giờ chửi nữa mà ngồi cười, cái cười đó mới là cái lợi hại. Thấy vậy không phải vậy, đừng có nghĩ cười là ủng hộ, thấy cười là ủng hộ nha, không có đâu. Ở trong đầu đang nghe và nghiệm đó, đó nghe, đang nghiệm nghe và nghiệm đó. Đó, nghe và nghiệm đó chứ không phải thấy vậy đâu. Khuyết điểm của IQ là gì hả Phú Trọng? Khuyết điểm của IQ là nói quá chính xác.
À, khuyết điểm khuyết điểm mới kêu là hay hay thấy những gì lại kêu hay nói ra à, không thể nào nhịn được, đó là khuyết điểm. Ai kêu thấy lại kêu phải nói, ai làm gì ai kêu sẽ nói, đó cái khuyết điểm là chỗ đó à. Khổ lắm đó, cho nên khó lắm, thì anh thì chỉ có anh ông tài thôi là quyết định hết tất cả, mẹ kêu hiểu được anh ông tài để đi con đường nào, và cái cách làm việc của anh ông tài đã thay đổi rất là nhiều, rất là hay. Có nghĩa là mình phải cười, đúng khi người ta chửi chửi mình phải cười, nhưng mình chưa cười không phải là mình có ý là mình đồng ý nha, à mình cười cái này là để mình cười để mình thâu tập, là mình à Nghe đó là như vậy, đó mới là nghe đúng và nghe nhé. và chờ người ấn chứng. Đúng đó, đúng vậy, nghe và nghiệm, nghe và nghiệm cái câu này thật. Nghe và nghiệm và chờ người ấn, Nghe chờ và người ta nghiệm mới chờ nha. người ấn Ừ. chứng nữa. Nghe và nghiệm. Thì ngày hôm nay chúng ta đã thấy khi mà IQ đã lên nói như 2 3 ngày. Ok, Phú Trọng, trả lời cho Phú Trọng. Phú Trọng là người đặc biệt chút xíu, xin xin phép các anh chị nha. Phú Trọng là người đã biết IQ cũng cũng rất là lâu, tại vì IQ đã từng vào những diễn đàn ở trong nước nó như thế nào, thì Phú Trọng này đã biết rõ, cho nên Phú Trọng đã nói những cái câu đó. Là tại vì vậy, Phú Trọng, khi mà mình muốn tìm hiểu người ta đó là mình bắt buộc mình phải biết người ta suy nghĩ gì. Mình phải, nếu mà mình hiểu đối phương của mình muốn đánh đối phương của mình, là mình muốn chinh phục đối phương của mình, là mình phải hiểu đối phương của mình là ai. Mà không thể nào mà mình có thể chinh phục được họ mà mình ở ngoài đây mà mình bắt loa, mình bắt loa phường mà mình chửi họ, họ không nghe, họ không bao giờ nghe ha, không bao giờ nghe. Cho nên bắt buộc mình phải vào nhà người ta, đó là những cái cách. Cho nên IQ biết được biết được là tại sao lại có những người họ chơi chính sách đó, nhưng mà những cái đó là IQ đã làm lâu rồi, 2 năm nay rồi, cho nên IQ hiểu được tại sao họ phải vào nhà mình ngay trong lúc này, đó là cái chỗ đó, cho nên IQ thấy được. đây là những cái này là đó 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 cái này là cái những cái gì mà IQ thuộc lòng, cho nên họ họ đi những cái bài vở của mình làm sao mình không biết được, Phú Trọng, đó là như vậy, tại sao IQ lại đó. Là như vậy. Ừ. Là đó, cho nên họ dùng những cái phương cách này, họ phải vào nhà mình thân thiện với mình rồi họ quấn mình Đó, đó, vậy đó, vậy áp sát trước làm thân thiện, đó. Đúng. xong rồi bắt đầu mới Ừ. đánh phá. Đó 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 đang diễn. Nhưng mà đánh phá càng ngày nó càng tinh vi, chứ không phải đánh Đúng phá đúng mà đúng vô đúng đây đúng rồi rồi rút rút vô trong mình biết hết rồi rút qua ra lại nhà của người ta rồi bắt đầu bắt lo chửi qua, cũng như không không thấy bắt đầu nè, đứng ở đằng à, sau để mà em nói cái ý này nè, rồi rồi nó áp sát nó làm thân thiện rồi bắt đầu nó phô trương thanh thanh thế, bắt đó đầu đánh đó chính xác phá. chính xác. Nhưng mà trước khi đánh phá là bắt đầu là họ 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 đã gây ra một cái gọi là cái niềm tin cho một số người bạn của chúng ta rồi, rồi họ họ đi đằng sau họ lấy con dao họ đâm từng người, thì những người này họ đâm từng người Đâm nhiều mà những người này rồi, không nó biết bị đâm nhiều rồi. đó nhiều lắm. Ừ, không biết. Đâm Ừ, họ chơi cái đó, họ đâm từng người ra từng trong người diễn rồi đàn này. luôn. Ừ, đâm từng người trong người này. Ừ, chơi cái cố đó. Ừ. Đó là như vậy, họ làm như vậy, nhưng mà không được. Ấy kêu cái gì mà ấy kêu không thể nào thấy mà nữa ngồi im được, ấy kêu chỉ nói ra thôi, nhưng mà ấy kêu không có kết buộc ai hết á, ấy kêu chỉ nói để cho các anh chị nhìn lại, nghe và nghiệm hai câu đó, ấy kêu sẽ nghe và nghiệm phải cảnh giác. Cái đó là cái chiến thuật là tá, gọi là tá đao sát nhân á, là mượn dao giết người. À, cái chiêu đó Mượn tá đao sát nhân, dao giết người. mượn dao giết Mượn người. dao giết Đó, người. đó, đó, đó. Xin Madalina lỗi tư. cái chị Madalena, Madalena tư, xin lỗi nha. Những cái đó Madalena không nên nói những cái đó ở đây. Không biết là Madalena hôm nay lấy lại cái nick Madalena. Những cái điều đó thôi kêu không nói, để từ IQ sẽ nói chuyện sau trong Messenger với Madalena sau nha. Những cái gì đó chúng ta, những người đang được ủng hộ bên chính phủ IQ chỉ nói một cái này: các anh chị làm việc trong âm thầm, trong bóng tối, đừng bao giờ làm việc mà phô trương. Xin lỗi nha, đừng bao giờ làm việc phô trương. Các anh chị làm việc mà phô trương là nó không hay, không còn gì hay nữa. Chỉ có những người các anh chị làm việc, chỉ có những người trong chính phủ biết đó là cái điều cần thiết. Còn ngoài ra những người ủng hộ, những người nào ở ngoài không cần cho ai biết hết.
mong mong á chị nha. Không bao giờ, đừng bao giờ nói ra bất cứ một cái gì trên cộng đồng mạng này cả. Đừng bao giờ. Phải chỉ có những người làm trong chính phủ, mà những người đại biểu của chính phủ và những người là gọi là trong cái nội các của chính phủ biết được mình là ai. Nếu các chị cứ cho xem mặt hay là cái gì bất cứ là người đó thì được nha. Để giữ cái để cho họ không còn đánh phá mình được. Mình đưa ra tất cả những cái gì tụi nó rất là quỷ quái. Mình sơ hở một câu từ thôi, thấy cô Kim Mai không? Một câu từ thôi họ cũng đánh, họ cũng phá. Thấy chị Kim Mai. Quyền rũ thì họ cũng đánh phá đâu. Biết bao nhiêu. Một từ thôi, các chị phải học hỏi cái đó. Đừng bao giờ làm như vậy. Tại sao chúng ta lại vấp phạm cái này hoài vậy ta? Đừng bao giờ. Các anh chị làm thì các anh chị phải âm thầm mà làm. Làm mà chị nói thì cũng như không. Để làm gì? Bây giờ kia hỏi là cái dụng ý của mình khi mình làm mình nói để làm gì? Mình phô trương để làm gì? Để làm gì? Cái câu hỏi, cái đặt một câu, nếu các anh chị giúp chính phủ một cái gì đó đi, mà anh chị lên cộng đồng mạng kia nói ra để làm gì? Chính xác. Nha. Không cần. Đúng. Không cần, không cần. Tại vì các anh chị làm đây là chỉ có người chính phủ mới biết được các anh chị là ai. Cái điều đó mà quan trọng. Còn anh chị lên đây em phô trương cho 100 mấy chục người hay là mấy ngàn người xem cái livestream, biết tên của anh chị là người đã đóng góp vào công cuộc này à? Không cần, để làm gì? Không nên làm như chính vậy. Cho nên là mọi chuyện đều bị đều âm thầm để mà mình phụ trợ chính phủ thôi. Cái chuyện nào á mà quá đáng quá thì mình tính sau. À, đúng, anh thì kêu, tên kêu anh. Thu Minh, nhờ chị Thu Minh cũng có vào Messenger nhắc lại giùm những người này, những người nào đã Thu Minh làm việc với những người này thì mong mong đừng bao giờ, dù cho mình cứ ghét ai đi nữa, bất cứ ngày hôm nay người ta có đã làm gì mình chưa, người ta đã ngưng rồi, người ta đã biết được những cái gì số phận của người ta rồi, tại sao mình phải đánh phá người ta, dồn dập người ta hoài vậy? Cho đã ấy, cái IQ đã nói rồi, người ta đã đổi cách đánh rồi, người ta đã đổi cách rồi, người ta không còn trực tiếp mà đối diện mà chửi mình nữa đâu. Tại sao mình lại đi nhấn mạnh người ta? Nên bình tĩnh và cũng nghe lời những cái bậc cao nhân trong này để mà mình vì đại cuộc, hiểu không? Đừng vì tư tưởng cá nhân. Cái khái vậy đó. Các chị thấy AQ có bao giờ nói ai mà kêu kêu tên không? Không có, không cần. Cái anh đã cho nên AQ mới phục cái anh ngày hôm qua đó, anh Nguyễn Văn Hải. Anh không nhắc tên, không cần. Anh ông Tà có thể anh thì nói là tại vì những người đó trực tiếp đụng chuyện gọi lại với anh ông Tà là nói xấu hoài, thì anh ông Tà là cái người diễn đàn thì anh có cái việc nói, còn chúng ta là người ủng hộ. Các anh chị làm một cái gì đó là người ta sẽ kết các anh chị vào. Những người ra mặt, nhất là mình đang được sự chiếu cố của người ta, thì kêu nhấn mạnh. Mình đang được sự chiếu cố của người ta thì mình nên kiềm chế lại những cái gì mình đang làm, đã và đang làm, nhất là cộng đồng mạng. Đừng bao giờ phô trương. Tại vì người ta đã chiếu cố mình rồi. Em kêu nhấn cái mạnh cái từ là chiếu cố nha. Chiếu cố ở đây có nghĩa là gì? Họ đã lôi mình ra, kéo mình vào công cuộc rồi, mà mình lại còn mắc bẫy họ nữa. Mình lên mình đưa ra những cái mà sơ hở để cho người ta đánh mình, là mình mắc bẫy họ rồi. IQ thấy cái comment của Madeline này, nếu mà để cho IQ mà hỏi những cái câu hỏi đối với Madeline thì tại vì thì nó không có hay. Đúng rồi. Thì bây giờ IQ nói một câu này thôi nè, cho Madeline tự hiểu nha. Bây giờ Madeline nói là người nào đó đánh phá Madeline, đem hình của Madeline lên cộng đồng mạng nha. Để IQ hỏi một câu nè, nếu Madeline không có để hình trong cái trang nhà của Madeline thì làm sao người ta đưa hình của Madeline lên được? Thông câu thôi. Nếu mà mình không để hình con cái của mình, gia đình của mình trong trang nhà của mình thì làm sao người ta lấy được? Cái chỗ đó kêu nhắc Madeline hỏi thử đi. Đúng chưa? Cho nên khi mà người ta cố tình người ta đánh là bắt buộc, tại vì mình có cái kẽ hở, mình có cái hở sườn cho người ta quánh. Đúng rồi. Chứ mình ngay từ đầu mà mình là người trong sạch, mình đừng gọi là mình biết trước cả, mình đừng có để gì hết, mình dùng một cái nick gì đó thì mình đừng có cho ai biết, thì làm sao người ta đánh phá được nhé. Cho nên
cho nên anh kia nói là em cho em nhắc lại anh chút xíu như vậy. Madalina tư nên nhớ rằng một món quà khi người ta mạ lị mình mà mình không nghe không thấy, nghĩa là người ta những lời mạ lị đó trở lại cho người ta. À, thì một món quà người ta cho mình không nhận thì món quà đó trở ngược lại cho người ta. Thì cái chuyện đó gì lại cuộc Madalina nên bỏ qua, cũng đừng có đặt nặng vô cái vấn đề đó. Ok mời anh. Yeah. IQ nói riêng với Madalina như vậy. Cái sự đánh phá của người ta có liên quan gì tới cái phiếu trưng cầu dân ý? Đó cho Madalina hiểu đi. Bây giờ người ta đánh phá cá nhân của Madalina thì nó có liên quan gì tới những cái lá phiếu trưng cầu dân ý? Đúng rồi. Chả là như đó thôi, là Madalina hiểu IQ muốn nói gì nha. Đó như vậy thôi. Không có liên quan gì cả. Cho nên mình không cần nhắc ở đây, đó là cái điều Madalina có thể làm bất cứ điều gì, có thể chửi người ta, phản biện người ta. Nhưng mà nó không có liên quan tới cái lá phiếu trưng cầu dân ý. Cái chỗ đó là IQ muốn nói như vậy. Đúng rồi. Nó không có liên quan. Nó không có liên quan, cái chỗ nó không có liên quan. Nó không có liên quan, không có liên quan một cái gì hết đó. Thì người ta đánh phá mình thì mình phản biện thôi. Chứ mình đâu cần phải đưa, tại sao mình phải kéo cái lá phiếu trưng cầu dân ý để cho người ta phải bắt bẻ. Madalena hiểu tại sao sự việc ngày hôm nay nó xảy ra rất là nhiều, là vì những cái lá phiếu trưng cầu dân ý đó, họ rất là sợ cái lá phiếu trưng cầu dân ý, cho nên họ phải nhằm vào cái sơ hở của cái lá phiếu trưng cầu dân ý để họ quấn mạnh. Chính xác. Tại vì Madalina phải hiểu được cái điều đó, tại vì Madalina đang là một người vận động trưng cầu dân ý rất là mạnh, cho nên người ta đánh phá Madalina. Ok. Đó cái chỗ đó đó. Tại đừng để ý tới cái bộ đó nữa. Cái đã nói là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời họ 28 năm nay không có kêu gọi gì hết, không kêu gọi đóng tiền, không kêu gọi một xu một cắt, chỉ có lá phiếu trưng cầu dân ý, mà mình sơ hở cái lá phiếu trưng cầu dân ý bắt buộc họ dồn hết tất cả những gì họ quýt, họ muốn triệt hạ, họ muốn cái lá phiếu trưng cầu dân ý là càng ngày càng ít, người dân không gọi là họ làm sao đó cố tình đó, họ làm sao đó để cho người dân khỏi gọi là không có bỏ cái lá phiếu trưng cầu dân ý. Đó là cái gọi là cái dụng ý cuối cùng của họ, cái mục tiêu cuối cùng của họ là cái lá phiếu trưng cầu dân ý nha. Mà họ phải làm sao, và làm sao là tìm được những cái sơ hở nhỏ nhỏ nhất mà họ đã ghép vào đó, là mình mà khi mình lên tiếng mà mình nói về cái trưng cầu dân ý là mình mắc bưu họ rồi. Mình kêu gọi trưng cầu dân ý thì đó, để cho họ họ nói gì nói, khi mà họ làm gì họ sẽ quảng cáo cho mình thôi, còn mình làm cái gì sơ hở là mình bị họ dụ dạp. Mong các chị hiểu như vậy, chứ không phải mong các anh chị đừng bao giờ nha. Đúng rồi, Nguyệt Ánh đã, trời ơi, biết như thế nào không? Cho Nguyệt Ánh đã bị IQ đã nghe, đã biết như thế nào không? Đã cho rằng thế này thế nọ, hâm dọ đủ thứ kìa. Những gì Madalina bị không bằng một góc của IQ, xin lỗi nha. IQ bị quýnh từ phía mọi bề luôn, từ trong nước ra tới hải ngoại luôn. Chứ đừng có nói là ở hải ngoại không. Đúng rồi. Đừng có nói những người đang đấu tranh, từ trong nước kìa. Bây giờ họ đang mở diễn đàn kìa, họ quánh ra, có ngứa gì không? Thiệt, họ đưa đủ thứ cái này tới nọ. Có bao giờ không cần. Đó như vậy. Nhất là Phú Trọng là cái người này thì rất là hiểu IQ nhiều, IQ hay vào diễn đàn trong nước đó. Hay nàng kia họ biết, họ đánh phá nhưng mà IQ vẫn tỉnh bơ. Không có cần, tại vì những cái lời nói không có chết mình, không có gì chết mình hết đó. Tại mình phải suy nghĩ lại, tại mình làm như thế nào, mình để những cái sơ hở để cho người ta đánh thôi. Chứ nếu mà mình mà đàn mình mà ngay từ đầu mình có ấy thì đâu có ai đánh được. Financy. Đó như vậy cho nên. Nhưng mà khi mà họ đánh, cái điều quan trọng là mình không cần. Mong Madalina, cái này là lần cuối cùng, the last time, mình không nên đem cái chuyện trưng cầu dân ý để bày tỏ ngoài đây. Mong tất cả ai kêu đã nói 2-3 ngày với Madalina rồi. Tất cả cái chuyện đó phải nói trong Messenger. Đừng bao giờ đem ra ngoài mạng. Mà Madalina cứ đem những cái chuyện chuyên gọi quý ra ngoài mạng này. Không nên. Hôm nay không nên. Cho nên mong như vậy nha. Thì các anh chị hãy kiềm chế những bức xúc. Tuy là họ đánh phá mình, cá nhân mình, bộ đặc mình, mà không có sợ. Nếu tại vì
thật sự họ họ đưa hình mình lên thì mình đâu có đâu sợ, mình đâu phải là mặt sẹo mặt méo mặt đồ đâu mình sợ, đúng không? Mình đẹp trai đẹp gái mình sợ gì, quảng cáo sắc đẹp của mình có gì đâu, có gì đâu hết, có gì đâu hết. Mà nhất là các anh chị chỉ là ai, là người ủng hộ thôi, các anh chị đâu phải là thành viên của chính phủ đâu, đâu phải là những gọi là thành phần hơn cho là phản động hay là chống cộng cực đoan đâu, đúng chưa? Các anh chị không phải, các anh chị không phải là nội các nữa, thì hà cớ gì các anh chị phải sợ? Các anh chị ủng hộ thôi mà sợ cái gì? Họ đưa lên cộng đồng mạng, cứ đưa mặt lên, cứ sợ gì đâu? Không có gì phải sợ hết, không có gì phải sợ hết. Mình đâu phải là kêu gọi mà thế là ngày đêm ra rã, có nhiều người kìa họ kêu gọi ngày đêm ra rã kìa, người ta còn chưa sợ nó, tại sao mình ủng hộ mà lại ấy? Cái đó những ai quảng những ai quảng cáo thì kệ, Phú Trọng mới kêu không khe, tại vì họ làm những chuyện đó họ cố tình kích tướng hay kêu thôi, nhưng mà không bao giờ work, không bao giờ thành công cả, tại vì cái chuyện nếu anh chị mà đã thật sự đi con đường này mà ủng hộ thế này cái nọ mà anh chị bị cái tâm của anh chị bị động thì làm sao anh chị mà đấu tranh được, không bao giờ đấu tranh được. Đấu tranh mà để kêu đã nói rồi, đa số những người họ đấu tranh mà vì cái tôi thì không bao giờ thành công được. Cái tôi anh chị chỉ bỏ thêm một cái dấu quyền nữa rồi là nó ra cái gì, nó ra cái chữ tồi, đúng không? Tôi là nó rất là tồi, tồi là tồi bại, đúng không? Rất là tồi bại. Dạ chào Nancy Phạm lần thứ 10 nha. Nãy giờ IQ có chào Nancy rất là nhiều nha. Cái tôi nó rất là tồi, tồi là tồi bại luôn đó. Mà khi mà nó tồi bại rồi họ làm đủ thứ cách để đánh phá các anh chị. Ngày hôm nay họ đánh, họ chỉ nói Madalena đưa hình thôi. Ngày hôm sau họ đánh phá nữa. Họ cho đem, họ sẽ ghép Madalena nè là vợ của ban tuyên giáo nè, là cháu của Nguyễn Tấn Dũng nè, là con của một đảng viên nè, còn nhiều nữa Madalena. Cho nên những cái chuyện đó chỉ bắt đầu, nếu mà họ đã đưa ra nó, họ chỉ gài Madalena vào một cái thế thôi mà mình đã bị sập bẫy rồi thì chắc chắn họ quýnh chết nữa. Cho nên thôi, ok, ngày hôm nay có rất là nhiều các anh chị em trong nước xin phép cho AQ trả lời những câu hỏi của các anh chị em trong nước nha. Anh Trung Anh thì AQ cũng biết Trung Anh là ai thì AQ muốn nói như vậy. AQ xin phép đọc lại câu hỏi của anh Trung Anh là những người ở trong nước, mong các anh chị sẵn ở đây AQ trả lời vài câu hỏi nha. Các ông không có thực lực không trách, có thực lực là Mỹ nó cho đi tù vì kêu gọi đấu tranh lật đổ đất nước có chủ quyền rồi. Thì để trả lời cho anh Trung Anh như vậy, anh Trung Anh khi mà anh Trung Anh đặt một câu hỏi như vậy đó thì anh Trung Anh phải nhìn lại cái chiến sự nó xảy ra như thế nào. Ngày hôm nay Venezuela, phải không? Venezuela, right? Có phải là một đất nước có chủ quyền thật sự hay không? Có hay không? Họ có tổng thống đó, đúng chưa? Họ có tổng thống rồi đó, đúng chưa? Thì ngày hôm nay Mỹ nó đã làm gì? Nó đã lên tiếng ủng hộ một ông tổng thống lâm thời. Thì cái điều đó đã nói cho mình cái gì anh Trung Anh? Tại sao nên tự nhiên một thằng Mỹ nó lại ủng hộ một người tổng thống lâm thời trong lúc người dân đã bầu cho một ông tổng thống rồi? Tại sao mà quốc hội họ đã làm điều đó? Tại sao? Đó là cái anh Trung Anh thấy, có nghĩa là Mỹ nó nhìn biết được ha, cái đất nước nào cần thay đổi ha, cần thay đổi thì nó sẽ ủng hộ và giúp tay, không cần phải có thực lực nha. Chỉ có Mỹ mới làm điều đó đúng, mà những cái nhóm người đó, những cái tổ chức đó, những chính phủ đó không cần phải có thực lực. Ngày xưa đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa thành lập có quân đội đâu, có không? Đâu có đâu. Đúng, chính xác. Không cần thực lực. Tất cả những cái đất nước mà họ lật đổ những cái tài phiệt nha, những nhà tài phiệt, những nhà độc tài ở ở ở bên bên đông làm gì ta, tiếng Việt, bên Trung Đông, bên Trung Đông đó. Đó các chị thấy họ có thế lực hay không? Từ Mỹ họ đưa vào, họ dựng lên tất cả những người kháng chiến quân, rồi từ từ họ thành, họ cho gọi họ chỉ cần 24 tiếng đồng hồ thôi, họ bơm 24 tiếng đồng hồ là bắt đầu người dân đứng lên, là coi như nguyên cả đất nước đó là sẽ độc lập thôi. Cho nên mình không cần anh Trung Anh nè, anh Trung Anh mình không cần thực lực.
Mình chỉ cần người ủng hộ. Khi Mỹ nó đã ủng hộ thì chắc chắn người dân trong nước đã sẵn sàng ủng hộ Mỹ. Tại vì cái đó là Mỹ nó, anh Trung Anh thấy nè, nó đã thử trước rồi đúng chưa? Ông Obama khi về Việt Nam thì người dân Việt Nam như thế nào? Ủng hộ ông Obama như thế nào? Ông Trump, ông về Việt Nam, người dân Việt Nam ủng hộ ông Trump như thế nào? Trong lúc một người chủ tịch của Đảng Cộng sản Trung Cộng Tập Cận Bình bước vào Việt Nam, người dân có ủng hộ hay không? Không có. Thì đất nước Việt Nam mình đã ủng hộ bằng gì? Bắn cho ổng 20 phút, 21 phát súng, đưa tiễn ổng về bên kia thế giới trước. Thấy chưa? Cái gì thấy rõ ràng anh Trung Anh? Bắn cho ổng, tặng cho ổng trước 21 phát súng. Thế cái là anh Trung Anh hiểu là như thế nào? Người ta Mỹ họ họ đã khảo sát lòng dân là rồi anh Trung Anh à. Họ đã thấy được người dân ủng hộ ông Obama như thế nào, ủng hộ ông Trump như thế nào. Cho nên không có cần phải cái thế lực. Cần cái thế lực đang nằm trong nước đó là người dân đó, là những cái lá phiếu của chương cầu dân ý đó anh Trung Anh. Khi người dân đã quyết định rồi, vận mệnh của đất nước là do người dân. Nha. Mỹ nó chỉ ủng hộ để tạo ra một cái nhóm người, một cái chính phủ để có làm gì? Để mình có thể trong tạm thời, trong lúc lâm thời, mình có thể lãnh đạo cái đất nước. Đó là như vậy. Rồi từ đó sẽ có một cuộc tổng tuyển cử. Thì những người có đức, có tài, có nhân, họ sẽ thành lập một đất nước thôi, anh Trung Anh. Cho nên cái vấn đề mà tầng thế lực không cần, ngày hôm nay không phải là ngày xưa lấy lại đất nước là bằng vũ trang, vũ lực. Không có đâu. Là bằng công lý và bằng pháp lý và bằng kinh tế. Anh Trung Anh hiểu không? Mình cô lập một cái đất nước đó, mà khi mà Mỹ nó cô lập là đồng minh của Mỹ phải cô lập, cái điều đó là điều hiển nhiên, thì tất cả những cái kinh tế bị cô lập thì đất nước nó chết, bắt buộc đất nước đó phải give up. Tiếng Mỹ nó give up có nghĩa là bắt buộc đất nước đó phải giơ cờ trắng, không cần phải thả bom, anh Trung Anh hiểu không? Không cần phải phải thể không cần phải có cái thế lực. Cái chỗ đó là người trong nước hay nhầm chỗ đó, không cứ nghĩ là người Việt Nam người trong nước mình lúc nào cũng có cái ý chí quật cường, cái gọi là cái ý chí gọi là hơi manh động, anh Đông Tài với anh chị em hiểu không? Nghĩ là người dân lúc nào phải phải do là làm việc bằng tay chân, ha, phải đứng lên cầm cuốc, cầm xẻng, cầm gậy để đánh đuổi giặc xâm, giống như năm xưa. Không có đâu anh Trung Anh à. Ngày hôm nay là bằng kinh tế, là bằng đầu óc nha. Kinh tế mà nó bóp kinh tế là đất nước mình chết. Tại sao nó bỏ cấm vận năm 1995 anh Trung Anh? Đó là để làm gì? Để cho người dân hiểu được, biết được cái sức mạnh của chủ nghĩa tư bản. Khi mà nó bỏ cấm vận thì cái sự phát triển nó như thế nào, người dân, đời sống người dân như thế nào so sánh với 20 năm trước đó. Anh Trung Anh hiểu không? Khi mà các anh chị đã ăn được một cái miếng thịt bò rồi, ăn cơm rồi, thì chắc chắn các anh chị không bao giờ quay qua ăn những cái củ mì, củ khoai, ăn những cái lá rừng, đúng chưa? Khi mà các anh chị đã có nhà to, cửa rộng rồi, anh chị không thể nào quay vào trong cái hang bắt bó để chị sống được, đúng chưa? Không thể vào trong hang bắt bó để chị sống được. Anh chị đi xe là chị cần có xăng. Xăng thì do ai làm? Hả? Kinh tế tiền ở đâu ra? Cho nên đó là Mỹ nó đưa cho các anh chị nếm được thử cái mùi của nền văn minh như thế nào rồi. À, cái thế giới này như thế nào rồi, cái điện thoại của các anh chị thôi. Nổi cái điện thoại thôi. Nó cấm cái điện thoại ở Việt Nam thì các anh chị lấy điện thoại đâu xài. Anh hiểu gì anh không? Nó đánh thuế xong các anh chị lấy điện thoại xài. Không, anh Trung Anh, đó, kinh doanh các anh chị đừng có nói là đánh gọi là thay đổi một cái thể chế hiện nay là cần một cái thể lực. Không có, không cần. Không cần anh Trung Anh à. Không cần, không cần. Đúng rồi, đó là. Đó đó là hôm nay anh kêu nói cho các anh chị em nào ở trong nước hãy suy nghĩ đi. Khi mà các anh chị đã ra ngoài rồi, ra thành thị rồi, có xe hơi, có nhà cao, cửa rộng, ăn thịt bò, ăn cơm, ăn cá rồi nha. Các anh chị không thể nào quay đầu về trong cái hang bắt bỏ mà ăn những cái lá rau, gọi là gặm ăn cỏ, ăn đồ nha. Ăn có đâu. Bằng trúc đêm đồng bằng giá đó. Đó, đó cái thời đó xưa rồi anh Trung Anh à nha. Cho nên nó như vậy. Ừ. Không, anh Trung Anh à. Anh Trung Anh phải nhận ra một cái công đạo. Công tâm của anh Trung Anh nghĩ ra là như vậy. Nếu Mỹ nó không bỏ cấm vận thì liệu anh có làm tiền ra hay không? Một câu nói đó rồi đó. Anh có làm tiền ra hay không anh Trung Anh? Một câu đó thôi. Mỹ không bỏ cấm vận, tiền anh có làm ra hay không? Cho nên mình phải cái gì cũng vậy.
mình nhiều khi IQ nói như vậy thì người trong nước cho rằng IQ là bưng bô Mỹ thế này thế nọ. Không phải. Mình phải xác nhận ra được Mỹ nó đóng một vai trò như thế nào ngày hôm nay tại thế giới. Không có tiền đô la Mỹ, đất nước đã chết. Nha. Đất nước đã chết, không có tiền đô la Mỹ là đất nước nào. Đất nước nào không có tiền đô la Mỹ là đất nước đã chết. Đó. Khi nhìn rõ đi, cái đó là một câu như vậy. Mỹ mà nó không làm ăn kinh tế, nó không có bỏ cái vận là đất nước đã chết. Thấy thằng Bắc Hàn không anh Trung Anh? Cho nên mọi người trong nước hãy, cái đây là một cái trận chiến giữa Mỹ và chủ nghĩa cộng sản. Trong đó Việt Nam, nếu Việt Nam là chủ nghĩa cộng sản thì bắt buộc Việt Nam phải thay đổi. Còn Việt Nam vẫn giữ cái chủ nghĩa cộng sản là không bao giờ trường tồn được. Nhân anh Trung Anh, Mỹ khi mà ông Trump ông đã lên tiếng giữa thế giới rồi ha, ngày 25 tháng 9 2018, ông đã lên tiếng như thế nào? Nơi nào có chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa là nơi đó có sự chết chóc nha, có sự tham nhũng, có sự nghèo đói và có sự bần cùng và khốn nạn nhất của nhân loại. Chúng ta hãy liên kết lại để chống xã hội chủ nghĩa, chống chủ nghĩa cộng sản, để cho người dân được có một cái tự do và ấm no. Đó là những lời của ông Trump nói nha anh Trung Anh và tất cả các anh chị em. Cho nên cái đây là những cái gì đó ông Trung Anh đã bật đèn xanh thì tất cả các đồng minh và những người đang theo chính sách của ông sẽ ủng hộ ông. Và ông đã ra tay như thế nào thì anh Trung Anh đã thấy nha. Cho nên không cần một thể lực anh Trung Anh ạ. Cần cái thể lực sức mạnh ở đây là người dân đó nha. Và người ta đã thể hiện qua cái lá phiếu trưng cầu dân ý rồi anh Trung Anh ạ. Đó thì IQ anh Đồng Tạ còn bao nhiêu thời giờ nữa, IQ chắc phải quay. IQ có một phút ngày hôm nay. Tại vì anh nãy giờ tối là đâu có 1 tiếng mấy à, 1 tiếng 10 phút à. Cái chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở đâu ra? Thì cái câu đó thì tất cả người nào chúng ta được biết chủ nghĩa xã hội ở đâu ra, tất cả chúng ta được biết từ thằng Liên Xô mà ra nhé. Thằng Liên Xô mà ra, mà từ Đông Âu mà ra, mà Đông Âu ngày hôm nay như thế nào? Năm 1990 anh Đông Anh nó đã tan hoành siêu quách đúng không? Nó tan rã biến rồi. Rồi từ đó nó qua thằng Trung Cộng, và thằng Trung Cộng cái chủ nghĩa cộng sản xã hội chủ nghĩa nó như thế nào đối với đất nước Tây Tạng? Anh Trung Anh có ủng hộ cái chính sách và đường lối của thằng Trung Cộng không? 40 triệu người dân Tây Tạng bây giờ còn 7 triệu không? Anh Trung Anh có ủng hộ không? Anh Trung Anh viết lên một câu cho Kiều thử đi. Nếu ủng hộ bây giờ cho anh có ủng hộ cái chính sách mà diệt chủng 40 triệu người dân bây giờ xuống còn 7 triệu người dân không? Anh Trung Anh đó là người trong nước đó. Ê, cái muốn nghe thử anh Trung Anh nhận thức như thế nào về những cái vấn đề đó. Tây Tạng, Nội Mông và Tân Cương, ba nước đó đã bị chịu ảnh hưởng của Trung Cộng từ mấy chục năm qua như thế nào? Anh có ủng hộ hay không? Có không? Đừng có để Đông Tà dùng đạt chỉ thần công nha. Trung Anh. Không, anh Trung Anh này cũng không, tuy là người trong nước nhưng mà anh Trung Anh ảnh nói chuyện cũng rất là từ tốn, ảnh cũng có những cái không phải giống như là sổ sàng giống như là tuổi trẻ trâu phải không? Anh lớn tuổi rồi, anh cũng lớn tuổi rồi, anh cũng thuộc loại 60 mấy 60 rồi, nhưng mà nếu mà lý luận đàng hoàng thì ok, chứ đừng có xúc phạm người này cái kia là mình không ấy, không sao ha. Nhìn miếng sao mà đừng có sổ sàng và đừng có đừng có chửi những người mà người lớn như người quá cố thì được rồi. Còn nếu mà muốn lý luận ở đây đưa lý luận thì sẵn sàng anh Trung Anh ấy, cái sẵn sàng sẽ nói chuyện với anh Trung Anh nha. Cho nên đó, bây giờ anh Trung Anh trả lời đi, bấm số 1 nếu anh ủng hộ cái chính sách của thằng Trung Cộng để diệt chủng, diệt từ 40 triệu người dân Tây Tạng bây giờ xuống còn 7 triệu. Ok anh Trung Anh, 48 tuổi thì cũng chắc cỡ ngang ngang anh ông Tà thôi, giống cái gì đó. Thì ok anh có ủng hộ không? Nếu anh ủng hộ mà Trung Cộng xâm chiếm Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông thì anh cho bấm số 1. Anh không ủng hộ thì anh bấm số 2. Anh Trung Anh, riêng anh Trung Anh ngày hôm nay đó, ngày hôm nay diễn đàn này nó hơi đặc biệt một chút, tại rất là nhiều người ở trong nước và những người ủng hộ cờ đỏ sao vàng vào đây ha. Để lắng nghe thì là sao anh Trung Anh trả lời đây. Bấm số 1 anh ủng hộ Trung Cộng xâm chiếm Tây Tạng, Nội Mông và Tân Cương. Bấm số 2 anh không ủng hộ. Đó thì anh kia muốn nói cho các anh chị như vậy. Ngày hôm nay muốn thay đổi một cái gì đó, không cần phải thế lực, không cần vũ trang, không cần gì hết.
chỉ cần kinh tế thôi nha, chỉ cần kinh tế thôi, chỉ cần kinh tế thôi anh Trung Anh. Anh nói là anh kinh tế mà Trung Quốc. À đúng rồi. Đó mới là người Việt Nam đó, đó mới là người Việt Nam. Đúng vậy, không bao giờ. Đó là người Việt Nam chính gốc. Tuy là anh khác chính tiếng nhưng chúng ta vẫn là người Việt Nam. Đúng là người đó Việt Nam, vẫn là người Việt Nam, đó là như vậy. Cho nên Trung Cộng nó rất là mưu mô. Mà những người ngày hôm nay mà còn ủng hộ cho cái đường sách đường cái đường lối của thằng chính sách của Trung Cộng là không được. Cái đó là biết ngay nha. Bắt buộc Minh Châu Nguyễn cái nhẫn nại ở đây có người nha, kêu nói có người nhẫn nại 28 năm, 30 năm rồi. Có người đã nhẫn nại 28, 30 năm rồi. Đối với mình 1-2 năm không có gì hết, 1-2 câu từ chửi rủa mình không có gì hết. Không có gì hết. Các sa mạc thôi không có gì. Đó không có gì hết, cho nên 1-2 năm không có gì hết, nhưng mà có người đã nhẫn nại 28 năm, 30 năm, cho nên những cái đó là chúng ta phải nên học, những cái gì hay thì mình học. Cho nên bắt buộc nếu mình muốn làm chuyện gì đó mình phải nhẫn nại, không thể nào dục tốc bất đạt được, không thể dục tốc bất đạt được anh Minh Châu nha. Dù cho họ cái ly chơi những cái trò ly khai ly gián, rồi so sánh người này người kia, rồi cho rằng ngu người này ngu người kia khôn, rồi ơi đủ thứ, không có gì hết, không có ăn nhậu gì hết. Cho nên những cái chiêu trò này xưa rồi tám trong xưa là diễm, xưa rồi tám. Ok, một lần nữa chắc IQ cũng phải quay lại công việc một chút. IQ nói tới đây để cho anh ông Tà, mà IQ nói ra anh ông Tà đã nói anh nhận thức rồi, hiểu, ok hiểu, anh biết hiểu. Rồi ok anh biết được rồi anh biết rồi, chỉ cười thôi là biết rồi. Thì mong các anh chị nào lên giúp đóng góp cho diễn đàn một chút nữa, tại IQ phải quay lại, IQ nói cho anh chị biết như vậy nha. Khi nào anh IQ mà thấy những người nào mà quá đáng thì sẽ quay lại. trả lại câu đó đi nha. Không có ngày tháng, tại vì đây là một cái, IQ nói rằng đây là một cái tâm lý chiến. Đây là nằm trong nhớ tâm lý chiến nha. Đây là trong lúc này là cái tâm lý chiến, trong chưa chắc là IQ để IQ nói vậy thôi, có thể 2 ngày 1-2 ngày cuối tuần không biết nha. Cái này IQ nghĩa là IQ không đưa ra quyết định, để cho anh ông Tài hiểu cái đó là gì đấy kìa. IQ nói sau đó là như vậy nha. Đây là những cái sự defend tôi đã tôi mang áo giáp vô rất là kỹ, không có được. Đó, đây là đây. Thầy sẵn trước khi IQ xuống diễn đàn thì IQ sẽ nói như vậy. Bên chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa tổ chức một cái đại hội Trần Quốc Tuấn 2 vào ngày 14, 15, 16, 17 tháng 2 2019, tức là còn có 2 tuần nữa thôi. Có 2 tuần nữa thôi. Thì bên đó có tổ chức một cái đại hội như vậy, mong các anh chị nào muốn tìm hiểu về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chính sách, chiến lược, hay đặt câu hỏi bất cứ một cái gì đó, hãy tham gia vào đại hội Trần Quốc Toản ngày 14, 15, 16, 17 trong tháng này, và liên lạc những người đại biểu và những người làm trong nội các để họ hướng dẫn cái cách nào đó gọi là xuống để có đưa rước gì đó. 4 ngày đó, đặc biệt 4 ngày đó các anh chị không cần bận tâm về việc ăn uống, họ sẽ lo hết cho các anh chị từ A cho tới Z. Các anh chị nào muốn ngủ lại ở tù nghỉ đường thì các anh chị ngủ lại căn cứ hậu cần của tù nghỉ đường nha. Đó là cái tên căn cứ hậu cần của tù nghỉ đường, thì các anh chị đem cái sleeping bag, cái là cái túi ngủ. Còn anh chị nào ngủ ở hotel thì tự tiện các anh chị lo về cái vấn đề đó. Còn muốn mà ở lại chung vui với anh chị em hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa thì các anh chị nên đem theo cái túi cái túi ngủ thiết bị, nó là sleeping bag nha. Mong các anh chị hưởng ứng cái đại hội Trần Quốc Toản 2 có do hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa tổ chức vào ngày 14, 15, 16 và 17 tháng 2 2019 ở tiểu bang California, ở Cali nha. Ở Cali, nếu anh chị nào muốn ấy thì liên lạc với những đại biểu ở đây, xin cái những cái đại biểu nào đó ở trong đây thì cứ đưa địa chỉ hay gì đó, thì liên lạc số phone gì đó thì bấm lên đây cho các anh chị thấy. IQ nói như vậy vì cái công cuộc này nó đã đến cái phút rất là gấp rút, còn 1.5 năm nữa thôi, gần 2 năm. Năm này 2019 là của nước Venezuela,
năm 2020 là của Việt Nam. Chắc chắn điều đó chắc anh chị nha. 99% nha. Cho nên EQ phải trong thời gian này EQ phải rút vào căn cứ để xem xét lại những người đang tham gia diễn đàn của anh ông Tài là ai. Hoặc là ai. Nhưng mà chắc chắn EQ nói như vậy thôi, nhưng mà nhiều khi rút vào lâu quá buồn chán EQ cũng lên sao. Không biết nha, cái này không nói trước được. Đây là những cái mà EQ sẽ làm bất ngờ để EQ xem tự họ đánh phá mình như thế nào. Đó là tùy cơ ứng biến nha. Cái này là thiên cơ bất khả lộ. Anh ông Tài thiên cơ bất khả lộ, nhưng một điều chắc chắn là EQ vẫn lúc nào cũng ở trong diễn đàn của anh ông Tài. Nói vậy thôi. Okay. Nói vậy thôi. Nếu các thấy có những cái gì mà EQ sẽ ra nha. Mong Hoàng Tôn và anh Văn Hải, Nguyễn Văn Hải tham gia diễn đàn nhiều một chút để giúp cho cái tiếng nói nó mạnh một chút, kêu gọi trưng cầu dân ý. Và một điều chắc chắn, nếu các chị nào bước vào diễn đàn anh ông Tà mà nói ủng hộ nền đại tam Việt Nam Cộng Hòa mà không kêu gọi trưng cầu dân ý, tức là các anh chị giả mạo, giả danh nha. Đó là một câu nhấn mạnh, cái câu cuối cùng đó, chúng ta hãy nghe và nghiệm. Đó là cái câu nghe và nghiệm những người đã nói gì nha. Mong các chị hiểu rõ. Anh ông Tài chắc anh hiểu, anh cười như là anh hiểu cái kia muốn nói gì. Rồi nhường diễn đàn lại cho các anh. Nhường diễn đàn lại. Rồi, xin kêu anh. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ. Rồi anh, dạ. Rồi thì hồi nãy anh đây kia cũng đã trình bày những cái cốt lõi của câu chuyện. Thì mình cũng đã hiểu rõ được cái câu chuyện này, và mình cũng những người nào mà lên ủng hộ diễn đàn của Đông Tà thì cũng đã nghe được cái những gì mà có những anh em lên nói để mà ủng hộ để Tam Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Thượng Tọa Thích Thông Lai. Ok, em mời anh Đông Phạm, mời sư huynh nha. Từ từ cháu nó cũng như rồi. Không biết sư huynh bị cái gì. Check dùm lại cái wifi. Chắc không bị rồi, chắc bị cái gì rồi. Check dùm lại cái wifi. Mọi chuyện nè. Trong Phật giáo có câu á, Mình tu mình giác ngộ, nhưng phải cần có người ấn chứng nữa. Ha, đúng không? Mình hiểu đạo nhưng phải cần có người ấn chứng nữa, đúng không? Cho nên là chẳng phải là tu rồi mình chứng đạo rồi mình nghĩ là mình chứng đâu. Nhiều khi mình lạc vô cái đường gọi là cái đường tà ma ngoại đạo với một cái lối suy nghĩ phàm phu của mình. Cho nên là mình phải cần có những cái bậc cao minh để mà ấn chứng những cái gì mình tu có đúng hay không, những cái gì mình nói có đúng hay không, những cái gì mà mình phát biểu hay là mình thực hành có đúng hay không. Phải cần có bậc cao mình ấn chứng. Cho nên là trong Phật giáo nó có hay chỗ đó, phải có cần người ấn chứng. Đó, ấn chứng tu mà để biểu lộ được cái sự mình ngộ hay là giác ngộ hay là cái chứng này nọ thì phải cần có người bậc cao hơn mình ấn chứng. Đó là như vậy. Cho nên là trong cái công cuộc này á, nói thấy vậy nhưng không phải vậy. Ok, em mời sư huynh Đoàn Phạm. Không biết anh bị cái gì rồi. Chào sư huynh. Rồi. Đi làm về xong rồi nghe vừa rồi anh AQ. Thật sự là cái người mà tôi rất là mến mộ. Tại vì tôi cũng nằm ở trên diễn đàn Đông Tà cũng lâu rồi, cho nên đôi khi tôi nghe qua AQ nói chuyện rất là hay. Thì hồi nãy đó tôi có nghe AQ nói về cái vấn đề mà bên ngày Thích Thông Lai, thì bây giờ tức là một cái quả bom mà nó gài đó là nó đã rung động nhiều lắm rồi chứ không còn nhỏ nữa rồi. Đúng rồi. Cho nên khi mà tôi nghe đó thì tôi có nói chuyện với mấy anh em tôi, thì tôi phải lên tôi nói lại. Tức là bây giờ chẳng hạn như là anh AQ anh có nói đó là bây giờ cũng giống như là mình đừng có nói lại cái vấn đề mà thầy Thích Thông Lai nữa. Ok. Thì cái đó là ý rất là hay. Mà giống như là hôm qua tôi nói chuyện với Đông Tà đó, thì
trên cái vấn đề mà cái tín hiệu mà mình làm việc cái việc tranh đấu cho cái đất nước Việt Nam nó gây cấn mà nó khó lắm, nó không đơn giản. Cho nên có những cái á, tôi phải nói ngang với lại bên Đông Tà, chứ tôi không có đưa lên trên đây. Thì bây giờ mình đưa lên trên đây là để cho mình đính chính, để mình stop những cái tay mà nó dùng cái viên đá nó chọi lung tung hết. Thì tức là mình bị trúng kế rồi. Thì anh nghĩ là nó dùng cái chiêu là nhất tiểu hạ được xong điêu á, phải không? Đúng rồi. Cho lên á, cho lên bây giờ mình phải giải quyết như thế nào? Bây giờ tôi nói sơ như vậy nè, về ngày Thế Tôn Lai. Thì chắc có lẽ ngài cũng biết rồi, mà tôi nói cái câu chắc thôi. Thì đơn giản đó, tôi bảo đảm với lại các bạn á, là ngài Thế Tôn Lai sẽ không bao giờ phản biện về vấn đề này. Chính xác. Cái tánh của ngài và cái chân tu của ngài tôi biết rất là rõ. Tôi chưa từng nói chuyện với ngài, nhưng tôi biết được cái bản chất con người của ngài là cái ngài không bao nó phá hoài, nhưng mà ngài sẽ để cái thời gian trả lời tất cả. Bất cứ một cái chuyện gì nó cần phải có cái thời gian. Cho nên cái vấn đề mà bây giờ anh em mình lên trên này đó, thì mình cũng giống như rồi AQ nói đó, những cái tay nào mà lên nói về ngày Thế Tôn Lai bỏ nó qua một bên. Chính xác. Tại vì khi mà mình nói tới đó là mình bị trúng kế nó rồi. Những cái hình post lên trên mạng đó, những cái hình mà post lên đó là hôm qua tôi lỉnh lẽ là tôi không nói ra, nhưng mà hồi nãy AQ nói rồi đó, thì thôi tiền tôi nói luôn. Post lên trên cái trang của Tổng thống Đào Minh Quân. Thì cái thật sự là cái chuyện đó không có lên. Mình phải hiểu được cái điều đó đó là sẽ đụng vào cái chính trị. Còn biết bao thôi, tôi nói vậy thôi, là tí xíu tôi nói chuyện với Đông Tà sau. Okay. Đó là cái con người khi mà mình làm chính nghĩa đó, mình đừng có đưa lên trên này mình phanh phôi nhiều quá. Đó thì lỡ bây giờ AQ đã lỡ nói á, là trên trang mạng mà có thầy Thế Tôn Lai như vậy rồi, thì đó tôi nói sơ tới đó thôi, rồi tí xíu tôi sẽ nói cho về cái hiểm hóc ở trong đó. Nó sẽ hại cho cái công cuộc cuộc đấu tranh kể cả hai bên, chứ không phải một bên. Cho nên đó, có những cái mình phải đi ra một cái bên góc nhỏ để mình đá với nhau đó. Nhưng mà sư Quân, bây giờ em cho em hỏi sư Quân một câu vậy được không? Nếu mà hỏi. Câu hỏi này á, mà đối với sư Quân mà nó khó trả lời á, thì sư Quân cũng không nên trả lời. Nó nên phá hỏi lại đi. Sư Quân có ủng hộ cái chương trình trưng cầu dân ý không sư Quân? Sao không có? Bây giờ bạn phải nhớ là chính tôi là cái người đã ký đạo Bạc Hồ Chí Minh. Chính tôi là cái người đã ghi lá phiếu cho bên Đào Minh Tổng thống Đào Minh Quân bao nhiêu lần rồi. Rồi okay. Cho nên cái vấn đề mà rồi AQ nói thì tôi cũng đồng ý chứ không phải không. Nhưng mà cái đó nó quốc cho những con bò đỏ thôi. Còn cái riêng cái cá nhân của anh em mình thì cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ rồi. Còn cái vấn đề bây giờ đó, nói về ngài Thích Thông Lai đó, là tôi tiếp tục tôi nói để cho các bạn hiểu. Sẽ không bao giờ ngài lên tiếng đâu. Tôi hiểu. Tới tai ngài rồi đó. Tôi hiểu được mà. Mà ngài không sao. Tại vì ngài Thông Lai Thượng Tọa Thông Lai có học được một cái câu ở trong Đức Phật, ở trong cái kinh Pháp Cú rất là chính xác là im lặng là vàng. Đó, đúng rồi. Cho nên đó, bây giờ đó, bây giờ đó, ở trong nội các của Tổng thống Đào Minh Quân cũng vậy. Thì chẳng hạn như AQ cũng vậy. Mình đừng có lên chấn động khi mình nói rằng người ta đó, là đừng có lên đây mình để mà va chạm vào thầy Thích Thông Lai, đó là cái điều đó được tốt. Nhưng mà bây giờ chính cũng có thể là bên kia đã mang một cái đăng nghi lại khá vậy. Thì thành ra đó, cái này là một cái nó đánh rất là nặng chứ không có nhẹ đâu. Thật sự là chúng tôi đó, là chúng tôi đứng bên thầy Thế Tôn Lai. Nhưng cái vấn đề chính nghĩa, tôi vẫn bầu cử cho Tổng thống Đào Minh Quân, mà tôi vẫn ký tên đặt mặt Hồ Chí Minh, trong đó tất cả đều có tên tuổi tôi hết. Thì thêm một cái vấn đề nữa đó, là bây giờ chúng tôi qua đây đó, là chúng tôi ủng hộ chính nghĩa, mà chúng tôi qua đây đó là để chúng tôi vạch mặt mấy con bò viên bò đỏ đó, đó chứ không có một cái ý nghĩa gì ở bên này. Đại khái vậy, rồi mình đại khái mình không có cùng chung một tổ chức, nhưng mà mình trên một cái chiến lược mình đánh cộng thôi. Đúng rồi. Đó là cái ý là tôi đính chính cho tất cả anh em ở trong nội các và trong tất cả những anh em mà ủng hộ Tổng thống Đào Minh Quân. Nếu mà nói về ủng hộ thì thật sự đó là có tôi, trong đó là có tôi rồi. Còn nếu mà tham gia vào trong nội các thì không có tôi.
Tại vì tôi đứng với cái tổ chức của tôi, không bao giờ tôi nghi ngã. Đó. Thành ra tôi không thể đi hai hàng được. Nhưng mà anh ủng hộ đó. Là anh ủng hộ việc chính nghĩa thôi, phải không? Chúng ta gặp nhau ở trên con đường chính nghĩa và chính nghĩa, đúng không? Đúng. Rồi. Đúng. Đó, quê hương là của mình, mà bây giờ cái quê hương mình đó là phải có tổng thống. Phải có. Rồi á, vấn đề bây giờ các bạn phải nên nhớ như vậy nè. Nó đơn giản lắm. Cái thời buổi chính nghĩa nó đang nổi bật lên rồi. Các bạn nhìn tôi, nhìn Đông Tà và nhìn AQ là các bạn đã đủ hiểu rồi. Đó. Nó còn nhiều rất là cái mặt ở đằng sau, nhưng mà không thể nói như thế này được. Nhưng mà các bạn cứ tin tưởng những lời của AQ nói đi. Chính xác rồi đó. Ok. Bảo đảm quý vị, trong 2021 thôi là có vấn đề. Đó. Là phải bắt buộc có chiến tranh xảy ra. Không thể tránh được cái chiến tranh. Thằng Tàu nó cũng không để cho mà phủ đầu nó một cách êm đâu. Thì bắt buộc nó phải có chiến tranh xảy ra. Thì lúc bây giờ các bạn và chúng tôi rõ ràng là hai giới đó. Nó phân chia hai giới rõ ràng. Tức là bây giờ hết tiền rồi thì các bạn phải nghiêng qua chúng tôi thôi. Các bạn phải nghiêng qua chính nghĩa thôi. Chứ còn các bạn không chạy đường thoát được hết. Phải đi đầu mà. Đúng. Thành ra bây giờ đó là cái giờ, cái đến đúc đến cái tham để cho các bạn chuyển hướng được rồi. Đó là tôi nói vậy thôi. Còn các bạn mà có cái ý đồ lên mà đánh phá ngài Thích Thông Hai, bỏ đi. Bỏ đi. Nó không bao giờ nó suy nghe nhê tới ngài đâu. Còn những cái người mà phản biện lại, những cái người phản biện lại, những cái chống kháng lại những cái điều mà các bạn đã đưa ra để đánh phá hai bên đó, thì nếu mà những người đó nằm ở trong đệ tử của ngài Thích Thông Hai thì thật sự người đó là bậy. Đúng rồi. Người đó là bậy. Đúng. Thật sự thầy Thích Thông Hai không bao giờ để cho đệ tử thầy làm như vậy đâu. Chính xác. Thật ra trong cái bậy đó là thế nào? Là một là cái lít giả và hai là người của bên kia. Đúng. Của chồng lũ. Đúng. Thành ra anh em mình phải rất là bình tĩnh ở cái khúc này. Tại sao mấy ngày hôm nay tôi phải lên đây để tôi nói những cái điều này mà những điều tôi không muốn nói ra đó. Thành ra tôi phải nói đó, là tôi phải nói đừng để cho nó lợi dụng nước đục thả câu. Đừng để tụi nó lợi dụng một ná bắn được hai con chim. Làm sao mà được, cái chuyện nó xảy ra đó. Thành ra thì có những cái mình cũng đã sơ hở, mình đưa lên đây nhiều quá rồi, mình nói ra rồi, thì tí xíu tôi nói với Đông Tà đó, giống như hôm qua tôi nói đó, Đông Tà nhớ lại đi những cái điều đó mình lên đưa với cái đó số, hoặc là mình phải khai đao đó là ai, nó đứng từ góc độ nào đó, để mình kéo nó xuống, chứ còn mình không có để vậy được. Nó thiệt hại lắm đó, chứ không phải là không đâu, nó rất là thiệt hại. Cho nên mình phải tỉnh táo để mình nhìn những cái thời đoạn này. Thì đơn giản đó, thì tôi đi làm về tôi cũng nói vậy thôi, tôi nói để cho anh em hiểu là tôi chỉ có sợ gì, tôi sợ là trong nội các ở bên tổng thống Đào Minh Quân thôi, chứ còn ở bên này tôi bảo đảm với các bạn, ngày hôm nay đó bảo đảm á, cái đám đệ tử nào đó mà là có thiệt á là chết cho ông liền á. Chưa từng ở bên ở bên chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa thì nó có cái bộ chiến lược toàn quốc, thì toàn là những bậc anh hào nhân sĩ không. Anh don't worry about that no more. Thì đó, ok, thì cái đó là cái điều đó. Thì có đôi khi đó là tôi đã không nói về những cái người mà bên trong đó đâu, nhưng mà cũng có những cái người ta hơi căng thẳng chút xíu đó, thì lợi dụng này nọ thì ok, cái chuyện đó thì cái chuyện giặt mấy cái đó xuống. Lát ở ngôi nhà không biết trong một tổ chức nào cũng sẽ có một hai thành phần ở nằm ở trong đó. Nó nói nó thật sự chính nghĩa. Bây giờ tôi cũng vậy nè. Nãy giờ tôi nghe AQ nói chuyện tôi cũng bị ảnh hưởng. Ở đây khái vậy, đập mấy con màu đỏ, nhưng mà trong đó là có tôi. Tại vì tôi thật sự tôi không có nằm trong nội các của tổng thống Đào Minh Quân. Tôi chỉ là cái người ủng hộ thôi. Nhưng tôi vẫn đi lên đây để tôi tiếp tục tôi ủng hộ. Nhưng mà thật sự tôi sợ thì cái bom nó gài lũng qua tôi đó. Đại khái vậy, cho nên tôi mới nói với người anh của tôi là phải nói ra đó. Thì đơn giản vậy thôi. Thì để cho người khác lên đi. Mình nói vậy là mình để cho mọi người hiểu vậy thôi chứ. Dạ, mình... dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Đó là cái, okay, đó là những rồi. Cái mình gặp nhau ở chỗ là cái chính nghĩa. Còn những kẻ nào mà tà quyền, mà tào lao thì mình không gặp nhau ở tụi nó được, phải không? Mình gặp nhau chỗ chính nghĩa. Cái gì mà bảo vệ chính nghĩa thì mình nên bảo vệ. Đại ca không? Đúng rồi.
Ok rồi, thank you, chào tất cả anh em và chào IQ. Cảm ơn Rồi. anh rất là nhiều nha. Đó, đó là tiếng nói cá nhân của anh Đoàn Phạm ở bên Dallas, Texas. Thì anh cũng đã khẳng định anh là một cái tổ chức khác của trong cái công cuộc đấu tranh này, nhưng mà vì chính nghĩa nên anh lên anh nói chuyện anh bảo vệ chính nghĩa thôi, phải không? Nghe và xét nghiệm, nghe và nghiệm, rồi chờ rồi ân chứng, phải không? Đó là một chuyện từ cá nhân của một con người, cũng như thầy Thọng Lai, cũng như Đông Tà, phải không? Không 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 nằm trong một tổ chức thầy Thọng Lai, nhưng mà lúc nào cũng bảo vệ cái tiếng nói của thầy Thọng Lai. Đó, đại khái nó là như vậy, phải không? Mình không đánh phá thầy Thọng Lai. Nhưng mà mình bảo vệ được thầy Thọng Lai, có nghĩa là mình kính Phật là phải trọng tăng, đó là vấn đề tâm linh. Còn vấn đề chiến lược và chính sách của thầy Thọng Lai á, thì đó là cái chuyện riêng của ông ngài, mình không có đá động tới. Cái đường ngài đi thì đó là một cái con đường ngài quyết định, ngài có con đường sát xuống của ngài, không làm tổn hại đến cái dân tộc Việt Nam thì ok. Còn cái đường lối nào mà tổn hại đến cái dân tộc Việt Nam, tổn hại tới cái màu cờ sắc áo, tổn hại tới cái vận mệnh của đất nước, của dân tộc, của tổ quốc, thì lúc đó mình mới lên tiếng. Còn hiện tại bây giờ, thời điểm hiện tại bây giờ thì chưa chưa có chuyện đó xảy ra, cho nên là mọi bên đều phải tôn trọng lẫn nhau, đại khái là như vậy. Ok, cảm ơn anh Đoan Phạm rất là nhiều. Thì thời gian hồi nãy cái thời gian trước kia là đã 2 tiếng rưỡi, bây giờ thời gian bây giờ cũng là trên 1 tiếng rưỡi rồi, là đã quá 4 tiếng rồi. Bây giờ còn anh em nào muốn lên chia sẻ không? Mến chào anh Lê Phi mới vô nha. Nếu không thì mình nghe 1 2 ban nhạc rồi mình chia tay tại đây, rồi ngày mai gặp tiếp ha, nha. Các anh em mà lên chia sẻ không? Nếu không thì mình chia tay tại đây nha. Mình nghe 1 2 ban nhạc rồi mình anh Đông Phạm anh tiếng nói rất là chính nghĩa, chính ký. Cảm ơn anh Đông Phạm rất nhiều. Việt Nam mà phải nhớ chứ. Sư tỷ Kim Mai khỏe không? Sư tỷ.
Kim Mai cũng đừng có gì đó có buồn nha, tại vì cái tuổi nó thấy sự tỷ Kim Mai nó muốn đánh phá sự tỷ Kim Mai thôi, không có gì hết nói hết nha. Con chay bị thành lung là con mất dạy. Chị đừng có để ý tới con đó. Vậy thôi. Từ nhỏ con chưa xa vắng quê nhà mẹ ơi. Một buổi xa con giúp cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi cảnh tù đầy của Đảng Cộng sản và quyền Việt Nam, để cho chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam Cộng hòa về sớm. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cảm ơn rất là nhiều. A Di Đà